Xin chào tất cả bà con. Bà con bữa nay vui không? Vui. Xin cảm ơn. Đầu tiên tôi xin đại diện nhà hàng tiệc cưới chia đôi xin gửi đến quý vị quan khách lời chào thân ái và nồng nhiệt nhất. Cảm ơn quý vị. Tôi xin tự giới thiệu, tôi MC Hữu Duyên. Hữu Duyên có nghĩa là có duyên đó. Quý vị thấy tôi có duyên không? Cảm ơn quý vị. Quý vị là những người chân thật. Thưa quý vị, khi đến nhà hàng tiệc cưới chia đôi chúng tôi, quý vị sẽ biết những tiện nghi cao cấp nhất, âm thanh, ánh sáng hiện đại, đội ngũ chuyên nghiệp. Và đặc biệt hôm nay, sự hấp dẫn, thú vị nhất chờ đợi quý vị ở phía sau. Và bây giờ, nhà hàng tiệc cưới chúng tôi trân trọng được đón tiếp gia đình ông bà Nguyễn Bá Quyền và ông bà Trần Đại Quý. Một tràng pháo tay cho hai nhân vật chính hôm nay xuất hiện. Thưa quý vị, đây trời ơi, mắt mũi để đâu? Nhà hàng mày xây cái chỗ thuộc chỗ lởm mà. Hai bác đi đâu vậy? Thì mày giới thiệu nhân vật chính thì tao phóng ra. Đâu có, con giới thiệu nhân vật quan trọng nhất. Thì tao là nhân vật quan trọng nhất, tao là cha mẹ của cô dâu chú rể thì tao quan trọng nhất. Bác ơi, hôm nay là ngày cưới của hai cháu, hai bác đi vô giùm con đi. Mày nghĩ sao vậy? Tao quan trọng nhất ở chỗ là tao đặt tiệc, tao trả tiền cho mày, đúng không? Con biết hai đứa kia nó đâu có tiền trả. Con biết nhưng nay ngày vui của hai nhỏ, mời hai bác vô giùm con cho đúng lễ nghi. À, mày nói cô dâu chú rể, mày nói nhân vật quan trọng nhất người ta phóng ra làm té đau thấy bà nội. Ăn nói không đầu đuôi giống gì. Thưa quý vị, có sự cố nho nhỏ, bởi vì cha mẹ của chú rể già yếu cho nên hơi bị lầm lẫn chút xíu. Và bây giờ một tràng pháo tay để đón cô dâu chú rể. Cái gì vậy bác? Hả? Con mời cô vô chú rể mà. Mày vô duyên tao ra tao đón con, tao chuyện của tao, mày làm chuyện của mày đi. Cái thằng này nó nói nhiều mà nó vô duyên không à. Thôi rồi. Làm việc đi con. Hai bác hàm hố quá. Tao khỏi trả tiền à. Dạ, tao khỏi trả tiền à. Thôi con xin lỗi, mời hai bác đứng. Thôi vậy đi. Đón con mình đó. Con gì? Nhà hàng tiệc cưới chia đôi chúng tôi là nhà hàng tiêu chuẩn 6 sao cho những điều bất ngờ chờ đợi quý vị. Cô dâu chú rể sẽ xuất hiện bằng cách từ dưới đất chui lên. Trời ơi. Ồ, dưới đây có một cái lỗ, cô dâu chú rể sẽ chui lên. Mọi người bắt đầu tập trung xuống, nhìn xuống dưới đây nha. Cô dâu chú rể chui lên. Chỗ này chưa xây dựng kịp. Cô dâu chú rể sẽ sẽ bay từ trên trời bay xuống. Mọi người nhìn lên trời nha. Đó, đó, hai người đang từ từ. Sao? À, vậy hả? Ok, rồi. Xin lỗi quý vị, bộ phận kỹ thuật vừa báo cáo ròng rọc bị hư cho nên cô dâu chú rể không thể đu từ trên xuống được. Trời đất ơi, cái nhà hàng mướn thằng MC xàm đế ở đâu ra? Và bây giờ cô dâu chú rể sẽ đi từ dưới lên cho nó gọn. Xin mời cô dâu chú rể. Cô dâu Như Ý và chú rể. Chú rể. Trời ơi. Gia Bảo, vỗ tay quý vị ơi. Con mình nó đẹp quá ông ơi. Con trai em ra. Con trai tôi đó. Trời, nó giống tôi, nó đẹp quá. Con trai tôi đó. Cái thằng rùa trắng là con trai tôi đó. Cái thằng đó quen là con trai tôi đó. Bà hạnh diện lắm, tôi biết mà. Con trai bà đó. Bà hạnh diện lắm. Nó giống tôi. Lâu lâu trật tự. Trật tự. Lâu lâu được làm mẹ cho nó hạnh diện làm mẹ đó mà. Cái thằng này nó vô duyên. Alo bộ phận bảo vệ lưu ý, mọi người đã đông đủ, đề nghị mở lòng thả ba má cô dâu ra. Mở lòng. Và bây giờ xin mời ba má cô dâu xuất hiện. Vỗ tay. Trời ơi, sao mà yếu đuối dữ. Điệp anh xui quá hả? Thương anh xui quá.
Trời ơi. Hình như anh xui bị niễn hả bà? Bị cái gì vậy? Thưa quý vị, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vì sao? Vì sao? Từ đâu chú rể có một hình hài như vậy, to lớn đẹp trai như vậy? Đó chính là nhờ bộ lễ phục của nhà hàng tiệc cưới chúng tôi. Đẹp vô gì. Còn cô dâu, ôi một nhan sắc mỹ miều xinh đẹp. Nhờ đâu? Nhờ ai? Đó chính là nhờ đội ngũ make up nhà hàng tiệc cưới chúng tôi đã biết che những khiếm khuyết của cô dâu, cho nên mới có được nhan sắc như vậy. Và bây giờ để bắt đầu buổi lễ hôm nay, tôi xin mời gia đình đàn gái, lúc nào mình phải ưu tiên phụ nữ lấy đi first. Xin mời gia đình đàn gái ạ. À. Trời có đất ơi, đỡ lên con. Sao thế? Mày sơn sơ, sơn sát, đau bên đàn trai, mày làm anh xui tao té. À, dạ lỡ rồi, thôi bác nói luôn đi bác. Thằng MC như đi ăn giật vậy. Ông nội mày có vụ lỡ rồi phát biểu nè. Dạ. Nhìn, nhìn, miên, nhìn. Trời, nó phà cái gì vô mặt người ta vậy trời. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Làm khói. Khói bụ nội mày mái đâu mày không bắn, mày xả vô mặt tao thúi muốn chết à. Mày thổi nghe mày, bắn cái độc hại mày thổi vô mặt chồng tao. Không cần hả bác? Không có cần. Cái miệng mày thúi lắm mày hiểu không? Không gì đâu. Muốn chết luôn à. Thôi nói đi ông. Dạ xin lỗi quý vị, thằng MC nó vô duyên quá. Kính thưa. Cái gì vậy? Chắc nó chết chứ cái thằng này nhớ. Thôi là chồng. Tao nói mày kéo nó ra coi. Mày làm gì vậy? Mày làm. Quăng vô mặt ba con vậy đó. Thằng, ê, cái thằng mà cái đầu như cái mông đít, mày bước ra đây. Bước ra đây. Mày mới làm cái gì vậy? Mày mới làm cái gì? Dạ con làm pháo bông. Pháo bông sao mày không lấy máy mày thục mày chọi vô mặt tao như mày liện rác vô mặt tao mày. Dạ công nghệ con hơi bị thô sơ à. Công nghệ bà nội mày, mày ra mày chọi vô trong mặt ai mà nói chứ được. Rồi mày thôi không để cho người ta nói không? Tao thấy mày một lần nữa rồi tao chẻ cái đầu mà ra làm tư đó. Thôi nói đi ông. Kính thưa chư vị bồi thẩm đoàn. Trời ơi đâu phải tòa đâu à, đám cưới con mình. Dạ. Nói chung cũng như nói riêng, tôi là một người nho học, tôi ăn nói thì phải có văn chương, nên xin gửi đến quý vị một bài thơ cũng như là gửi tặng cho gia đình xui cũng như hai cháu nhân ngày vui hôm nay. Chồng tôi khoái làm thơ. Thưa quý vị, trai khôn là phải lấy chồng. Gì hả? Gì ba? Xin lỗi anh xui, tôi rùng quá. Gái khôn là phải theo chồng. Dạ. Trai khôn chưa vợ là phải dần dần lấy luôn. Chúng ta sức khỏe bình thường, đi ăn tiệc cưới là lên giường ăn ngay. Cái gì? Chưa. Cái gì vậy ba? Đâu lên đường, nó lột. Đi ăn tiệc cưới là lên đường ăn ngay. Muốn ăn là phải đánh răng, ai mà không đánh sẽ thành nha chu. Dạ thôi kính thưa hai họ. Dạ thì hôm nay là đám cưới của con trai tôi. Vấn đề ở chỗ là tôi muốn làm hai bên đều vui vẻ, ăn một cái đám cưới thiệt là mạnh khỏe. Nói chung là... Bác nói nhiều quá, con xin mời gia đình đàn gái à. Trời ơi, em xin như cướp vậy. Đợi diện nhỏ gớ có ba ơn. Hay. Ủa? Sao nhìn bác Phúc Hậu mà bác nói chuyện đoản hậu quá bác? Nói giờ mày giật micro cũng rứa à. Nói nhanh nhanh đi mày ơi, đứng mệt quá đi. Dạ thưa quý vị, bây giờ là giây phút dễ thương nhất của buổi tiệc cưới hôm nay. Mời cô dâu và chú rể hôn nhau. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Thôi mày, mày kêu hai người ta hôn mà mày đưa cái mặt chó mày vô đây hôn được. Xa ra. Thằng gì đâu. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Người ta hôn chứ không phải là cục xương mặn chó ngồi trực. Cho mẹ thằng đi có phước để đứa con là cũng kìa chó hết. Để cho nó hung mày làm gì đó. Hung đại đi con. Nhanh đi. Dạ. Hung liền. Hung lẹ con thôi. Cái gì? Đứa nào mới kêu gì vậy? Chết cha ơi. Chết cha ông ơi, nhỏ này nó tới đây
Làm gì vậy? Chết rồi. Ai biết nó lỡ làm gì? Ôi trời. Ờ à. Cha, nó, con. Con hết rồi. Chết mày hả mày chưa? Anh ơi. Cái chi chi nữa. Yêu anh vậy? Yêu cái chi. Ủa lộn người. Đánh nha, 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 tao đánh nha. Tôi vô tội. Nghe con nha, đẻ con được đó nghe. Mày đừng có háo sắc. Lộn. À, anh Bảo của tôi đâu? Anh Bảo, như vậy là sao? Anh Bảo. Anh Bảo. Ê, 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 trời ơi. Tại sao đối xử với em như vậy? Anh Bảo. Cái chị đây. Tại sao anh đối xử với em như vậy? Tại sao đối xử với em như vậy? Tụi bay đối xử với tao như vậy. Anh Xui, chuyện đi là ra. Dạ, tôi lại anh Xui. Lúa cho ra nè. Dạ, tôi lại quý vị. Lúa không ra tôi quánh sởn luôn đó. Dạ, anh đừng có quánh tôi sởn. Cho con nói vài lời. Cô, tại sao cô độc ác như vậy? Anh Bảo là người yêu của tôi mà tại sao cô chen vô cô đám cưới với anh? Trời ơi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Bỏ lại luôn con định con. Anh nghe nè, tôi nói thiệt là tôi không có biết cái vụ này. Cái con nhỏ này là cái con nhỏ là coi như là người yêu cũ của con trai tôi. Cũ, nó cũ. Nó chối đồ, nó không cũ có yêu. Rồi, cũ nó rồi. Nó không có nghĩ là bữa nay nó qua đây nó kiếm chuyện như vậy. Nha. Nói gì? Qua ai làm gì mày đâu mà mày làm cái ghê vậy? Ừ lộn. Bây giờ bác ra để con nói chuyện với anh Bảo. Anh Bảo, anh nói đi ơi. Giữa tôi và cô, anh chọn ai? Anh chọn ý. Hèn gì của đám cưới. Thôi được rồi, anh không chọn tôi nên tôi lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn. À trời ơi, thả tôi ra anh Bảo ơi, em yêu anh. Tôi xin lỗi anh quá, tôi xin lỗi anh vì cái chuyện mất mặt hết. Dạ, dạ. Mất mặt hết chân. Dạ, con xin lỗi gia đình hai bên, sự cố nhỏ nhỏ thôi, để con set up. Mày lại. Sao mày không kêu bảo vệ ra, mày để nó xong vô đây à? Dạ, để con kêu. Đội ngũ bảo vệ đâu? Tỏ ra camera nên tỏ ra, radar toàn cầu tỏ ra bảo vệ. Bảo vệ đi. Dạ. Có bảo vệ không mà lộn như chiến tranh sắp tới à? Nhanh nhanh đi mũa qua. Bà ơi, con xin hứa gia đình hai bên, kể từ giờ phút này một con kiến cũng không chui lọt. Ôi chết cha đâu. Cái gì vậy ba? Đây kiến này. Này kiến kim, con hứa là kiến lửa. Nếu mà có ai mà chui vô, con không phải là con người. Ê nữa hả? Ê cái gì đây ấy? Tôi anh lên đây chi hả? Mày anh là ai? Anh là tôi là bạn trai cũ của ý. Trời ơi, tôi lên đây tôi có món quà tặng cho ý. Tôi muốn có quà tặng cho tất cả mọi người ở đây. Bọn trơ cũ nhưng mà đi tặng quà thôi không có chi. Anh tặng cái gì á? Sang nhân cái dịp cưới của ý là ngày vui trọng đại, có đầy đủ mặt quan viên hai họ. Tôi muốn tặng cho gia đình trái bom. Trời ơi, má ơi, trời ơi. Tất cả đều sốt. Trời ơi, tiếng ghê quá. Ủa gì vậy? Trời ơi. Nam trung. Trời ơi trời. Cái gì vậy trời? Ôi ông ơi. Bà con ơi. Nó nổ chưa? Nó xì rồi, bom xì rồi. Bom xì rồi. Má. Cái đó mới bom nội bộ thôi bà nội. Bom thiệt nó chưa có xì. Xì chưa? Ủa sao nhà mình vui vậy? Cái thằng mày nó ăn gòn gớm mà răng ăn. Ủa là sao? Xì sớm rồi. Đất hả? Nổ chưa? Ủa có trái bom, con trái bom là trái này mà. Trời ơi trái... À, trái táo mà con ơi, đứng dậy không có phải bom. Trời ơi trái táo mà anh kêu trái bom là sao? Cái thằng này tội. Má, tội má là con lại. Trời đất ơi. Giống cá heo mắc cạm á. Ý cá heo. Trời ơi má tôi. Má vui quá, cả nhà mình ai cũng lăn lóc hết ha. Trời ơi quá. Lấy cái đầu uống. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Lấy kéo áo của chị xuôi lên nè. Trời ơi.
tổ cha mày. Con gái là hắn, mày ra đây. Mày lấy cái thứ không có người ta tôi. Trời má ơi là má. Mày có biết cái thầy mà 1,5 tấn không mày? Mà mày làm như vậy mày thấy chị xui tao khổ cực không? Tội nghiệp chị đứng lên ngồi xuống một cách cực kỳ khó khăn. Trời đất ơi tội nghiệp bà. Xin lỗi chị ơi, đi ra. Mày chơi chị bắt nhật hả? Tạm có ta tố thôi mà đám cưới làng hết. Ông đâu có nghĩ là Đặng có trái táo mà gia đình mình nằm sấp lớp dữ vậy trời. Mày nói cái này là apple đi. Cái này nó là trái táo, mày nói trái bơm mụn nậu tao tướng mày ra mày đặt mình ai mà không sợ. Tại vì ngày xưa ý thích kêu cái này là trái bơm, con kêu theo ý. Được rồi em nhận quà đi ý. Em rồi nhận. Xong cảm ơn anh đó. Rồi cảm ơn anh. Rồi mời anh xuống dự tiệc. Mà khoan nữa, cái thằng này là thằng nào vậy anh? Người yêu cũ. Ôi trời. Cũng người yêu cũ nữa. Dạ cũ lắm rồi. Tại sao mày tặng quà mày không gửi mail mày qua đi mày bị kiếm mày phá đám cưới người ta hả mày? Thôi kệ đi, mọc mạc hơn 10 gúa. Bây giờ tặng xong rồi đi về đi. Rồi được rồi, từ từ về. Thôi dạ, xong chuyện rồi. Đi vô trong luôn chứ ở đây xuống dưới quan viên hay họ đập vô mặt con chết. Rồi đi đó, vô đi con. Lui lại một bước về sau để thấy gia đình rõ hơn. Trời. Gia đình đừng nằm nữa nha. Mày vô. Con hay chúc gia đình vui vô, vẻ. Vô. Dạ, xin lỗi quan viên hay họ, mọi việc vẫn bình thường à. Trong dạ dạ. Dạ, dạ, hỏi, dạ, tao dạ, hỏi dạ, dạ. Tại sao cái nhà hàng mày không bao giờ có bảo vệ? Bảo vệ đâu? Dạ bảo vệ là con. Trời ơi. Ủa mày là MC mà. Dạ MC cũng là con luôn. Dạ nhà hàng con. Dạ xin lỗi mọi người nha. Trong lúc tan gia bối rối có điều gì dạ. Con xin mọi người niềm tình thay thế. Bối rối cái gì là quỷ tan gia gì bối rối ở đây. Chết rồi con xin lỗi. Xin lỗi hai bác trước giờ không làm đám ma không à. Nay mới lên đám cưới được có 2 bữa. Trời mẹ ơi, có cái thành phố không tìm được một cái nhà hàng mua mướn cái thằng MC chứ loại đi. Ôi tôi lô tôi lạc với anh tôi xin lỗi anh nha. Mày làm sao cho tao câu được nha, chứ từ nãy giờ tao mất mặt lắm rồi nghe. Dạ, dạ, thằng Hữu Duyên. Dạ dạ xin phép mọi người, chương trình buổi lễ thì cứ nhận tiếp tục và bây giờ đó là màn tặng quà của gia đình hai bên. À tặng quà à. Thì gia đình tôi là gia đình nghèo, nghèo lắm, không có nhiều nói chung mà có nhiều tặng nhiều ha, nhà nghèo. Nhà nghèo. Bà tặng cho con dâu cái niềng xe đạp hả? Thì vậy mới thấy tấm lòng của mẹ chồng thương con dâu. Dạ thôi đây là tấm lòng của vợ tôi. Coi như là cha mẹ gửi một chút xíu gọi là của hậu môn. Đó. Gì? Muốn gì vậy? Của gì? Hồi môn. À của hồi môn. Cả của hồi môn coi như là đưa đến hai con. Giống như là đó là một chút xíu để mà cúng giếng cho hai con. Cái gì vậy? Cái gì nữa ba? Cung chúc chúc phúc mừng. Chúc phúc cho hai con. Gái, bà tặng con. Dâu của bà. Giữ vợ con lại con, giữ vợ con. Ừ. Nặng quá hả con? Nặng nặng quá. Chưa. À, và kèm theo đó là một bộ xi men mà gia đình chúng tôi muốn gửi cho con nó đeo. Cho nó lấy le với người ta. Đeo đi con. Xi men nhỏ nhẹ thôi. Nó đeo vô con. Đeo hết nùi đi. Lụm vàng lên con, vàng rớt rồi. Cứ đeo dần dần thì không sao đâu chị. Bộ này trọn bộ 72 chiếc đeo từ cùi chỏ lên tới mép nách. Dạ đeo dần dần ra đường cho ta biết mình có của chị ơi. Ủa dạ. Nhưng mà rồi nếu lấy đồ rủi nó bệnh rồi là làm sao vô nước biển. Yên tâm, cái này mình tách ra cái mình chọt cái cây kim vô nè, thấy không? Đeo xong cái mình vuốt lên nách vậy nè. Đó, để thẳng xuống. Trời ơi, tội nghiệp có. Cái làm hả? Rồi, nói dạ, chung gia đình nghèo. Má tặng vậy tôi, đó. Dạ. Hách cái mặt, hách mặt. Gia đình nghèo. Mời anh chị. Anh chị tặng con túi gì nè? Thôi thì ba má bên đằng trưa. Đàn gái. Có của Hồng Môn. Dạ. Cho con. Dạ. Thì tại gia đình có điều kiện. Còn ở đây thì nói thiệt ra là vừa ở quê của má mi ở quê ta đó là hơi chỗ toàn là trồng đậu phụng với là bánh tráng thôi. Yeah. Còn bà chỗ ni thì lùm lúa, nói chung là ba má cũng không có chi nhiều. Thôi thì có chút tấm làng. À, cái quan trọng là tấm làng. Tấm làng là gì? Giờ này mà đi tấm làng tấm ao gì ở đây? Tặng không lo tặng đi lo tấm làng tấm ao. Quà có với chẳng ông rảnh ghê.
Nói thiệt với anh xui, quà chẳng qua là tượng trưng thôi, quan trọng là tấm làng. À, tấm lòng hả? Tấm lòng ra ra tấm làng, tôi thôi thì qua má có chừng mô thì tạng chừng nái, chứ cũng không biết làm làng. Trời ơi, nè, rút ruột coi chứ tấm lòng gì? Tấm lòng của ba. Dạ. Đây là ruột của ba con đó con. Ừ, ruột á. Ai à. Ai à. Đó, chừng mới đứng thẳng được đây. Ủa, tặng cho con vừa ký để con đeo. Dạ. Nói chung là đây là tượng trưng thôi, chứ còn có mình hán thôi. Tất cả sanitizer là dành hết cho con gứa. Rồi, rồi thôi. Dạ, dạ con cảm ơn ba. Chứ đứng thẳng. Xin thưa quý vị, chương trình khoe của đã xong à. Dạ, bây giờ xin mời cô dâu chú rể vào trong thay đồ đi chào bạn à. Dạ. Xin mời. Rồi thôi đi dâu đi. Rồi cô văn nghệ văn gần vậy đi con. Mày thả ca sĩ ra hát đi mày. Dạ có bác, chương trình văn nghệ hoành tráng đó, con chuẩn bị đầy đủ hết bác. Mày có mời Nưu Phước Thịnh không? Dạ. Dạ không. Hồ Ngọc Hà? Không. Đàm Vĩnh Hưng? Dạ không. Trời đất ơi, tôi đưa tiền mà mày làm gì không? Dạ. Mời ca sĩ gì? Dạ mấy người đó hát bên kia bác. Chứ mày mời ai? Dạ có ca sĩ Duyên. Duyên dáng không? Nguyễn Cao Kỳ Duyên hả? Nguyễn Cao Kỳ Duyên hả? Nguyễn Cao Kỳ Duyên hả? Dạ Hữu Duyên. Trời ơi nói nữa. Sao cái gì cũng nói cho. Cái nhà hàng này là ông cố nội mày để lời cho mày à. Dạ sao nguyên cái nhà hàng có một mình mày à? Có mở màn chứ có không. Ok cho hát đi, hát bờ chi, hát dạ, đi. Dạ tiệc cưới người hát nhạc vui, trữ tình lãng mạn, phù hợp với đám cưới. Dạ, bây giờ xu hướng tất cả mọi người đang yêu thích bolero, cho nên Hữu Duyên xin hát tặng mọi người nhạc phẩm Đồi Thông Hai Mộ. Nè nè nè, mi là một mộ rồi đó. Nè, ta xóng một tên mình lật hạng xuống đây là mi là một mộ rồi đó. Mày ăn nói tầm bậy tầm bạ. Cái chỗ đám cưới người ta cát lợi mày nói tầm bậy mầm. Đầu Thông Hai Mộ, Đầu Thông Hai Mộ. Ca cái gì cái bài Đầu Thông Hai Mộ? À, ta hát như vậy nè. Rồi mộ nàng đã được để cạnh cha. Quá trời ơi. Chơi. Anh một mộ nữa là hơi rồi đó. Anh tù lô. Đi đây. Biết hót thì hót, không biết hót để tôi. Cho tôi yêu cầu được bài không? Bà chi? Người dậy từ lòng đất. Ông súng ra ở đi. Tao ca đi. Hồi đây con nghe anh xuôi hát coi được không nè. Và để mở mòn cho chương trình, tôi xin hót tặng hết tất cả bà con quân viên hơi họ. Rồi bờ hót hót ra rồi biết. Ờ nhạc này được nè. Nhạc sống à. Từ ngày hai đứa yêu nhau một nước. Ôi nhạc này hay à. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng nước bao nhiêu. Mong và hai đứa con chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Ê ê ê. Anh xin. Mày nó chết ngợp bên trong này. Anh làm gì anh ôm vợ tôi à? Ôm ông nội tôi phải đẩy cái xe trái cây vô mặt tôi muốn chết luôn. À, biểu không biết né, ủi vô chi. Rồi anh làm cái gì vợ tôi vậy? Đây con vợ ông lét. Mất nết. Trời đất ơi, đây, bốn tay kìa. Tự nắm tay tôi tự lét. Ủa nào vậy? Xin lỗi anh. Trời ơi. Thôi nết vừa vừa thôi. Đâu có, cho tôi mê nhạc quá, tôi nhắm con mắt tôi lại tôi phê, ai biết gì đâu, sao kéo tôi ra. Cái con gái con lứa bế cái đầu như chậu bông. Người ta hát cái tự nhiên cái phóng vô ôm trai nhảy, để cho người ta ôm không vậy hả? Ê ê, đừng nói cái câu ôm không khó nghe nha. Anh kêu em hả? Bo em Tram này. Trời ơi. Bóng bên trón với ép dầu mà chơi ngon không? Quá trời ơi, quá đã, quá đã, quá đã. Lần đầu tiên nhảy với trai được bo 100 ngàn. Mày hãnh diện quá ha. Gì? Cuộc đời mày có giá 100 không mà mày hãnh diện vậy đó hả? Nào giờ nhảy qua ai bo tôi đâu. Sao nó ngu dữ vậy trời? Ngu chi? Chứ đó, trời gì mới chơi nè. Đó, chơi bò thẻn Tràm. Cái gì? Chơi sốc đúng không? Xích chứ là chơi sốc đúng không? Rất thích đó đó. Bây giờ xe trái cây thì xe trái cây mà bo 1,5 triệu luôn nè. Giận mặt. Đại gia thành phố là chơi như vậy đó. Tính trả là lời 1,4 triệu mắc mớ chị trả điên nè. Có kệ đi em chi. Rồi có điên không? Lời 1,4 triệu rồi đó.
người ta bo tôi có 100 ngàn mà tôi đẹp hơn bả không? Bả vậy á, như hụt quýt ông bo 1,5 triệu là sao? Trời ơi, nó khích quá, cái lỡ đưa ngu thiệt. Bác ơi, bác có, bác có con hát nữa nha bác. Hát bài nào với mày? Tiệc này của mày đó, mày làm mình mày luôn đi. Đi vô. Đầu tiên quý vị, tiệc cưới vẫn tiếp tục và mọi người cứ tiếp tục dùng bữa đi à. Tiệc cưới vẫn còn đang tiếp tục. Chết rồi, em có sao không? Anh có sao ướt rồi hả? Trời ơi là trời ơi, chết tôi rồi. Ở đây được rồi, sao? Em xin lỗi. Em chỉ định làm á, cho nó lãng mạn, cho nó ướt át, cho giống trong phim vậy đó. Không biết có lãng mạn ướt át không mà thấy ướt nhẹp luôn rồi nè. Ê cha. Em xin lỗi, em xin lỗi. Lộn cộng quá à, chắc đánh đòn quá à. Gì? Hả? Dám đánh em hả? Anh mà đánh em rồi bắp cỏ luôn. Sợ không đánh hả? Sợ không dám đánh hả? Mà tôi sợ hả? Ây da. Ây da. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, bớt người ta. Vô mặt gì em? Vợ giết chồng. Ây da. Vợ giết chồng. Ây da. Ây da. Con làm gì? Con giết chồng con hát. Trời ơi con ơi. Ây da. Sao con giết chồng con gì đêm tân hôn mà sao mày đè nó ra mày muốn bóp cổ? Mẹ nghe cái gì mà bóp cổ bóp cổ mà con đánh đánh là gì vậy? Mà không hiểu mà sao mà con giết chồng con vậy? Con sao không con? Trời ơi sao con để cho con gì? Dạ con. Cái gì á? Trời ơi cái gì đây? Trời ơi con đâm chồng con chảy máu rồi hả con? Trời ơi cái gì vậy? Sao máu con gì chứ cái gì vậy con ơi? Trời ơi tao có một cây một trái à cái con này. Cái gì? Cái này là rượu. Cái này là rượu. Ha. Ủa mà sao tụi con chơi cái trò gì vậy? Chơi cái gì đâu, tụi con đang giỡn. Ai giỡn hả? Tụi con đang giỡn với nhau à. Mà sao mẹ vô phòng con không đâu gõ cửa? Ai biết quýnh quát quá nghe gì đánh rồi bóp cổ gì đó mẹ sọc vô luôn hả? Trời, trời ơi thôi mẹ xin mẹ vô lỗi. Mẹ phải gõ cửa tại vì trong phòng có hai vợ chồng con nữa. Thì sao con khóa cửa lại? Con xin lỗi nghe. Dạ. Con giỡn con làm trong im lặng cho mẹ. Im không thôi ba con nghe chuyện lớn nữa không? Rồi con biết rồi, trễ rồi, thôi thôi thôi, lần sau vô phòng con nhớ gõ cửa nghe. Rồi thôi mẹ biết rồi. À, không phải con còn độc thân như xưa đâu. Ồ rồi rồi rồi. Rồi. Là là. Vô. Vô. Trời đất ơi, bà quá trời rồi, hai đứa nhỏ nó đang làm cái chuyện. Tự nhiên cái bà đứng ở bên đường là sao? Hồi nãy tôi ập vô tôi thấy con vợ nó leo lên đồ cổ đó. Ủa sao mà quánh quá chịu quánh. Có không? Có. Sao con dâu mình kỳ vậy? Ủa nói gì tôi bóp cổ, tôi giết anh tùm lum. Đêm nay là đêm tụi nó phải ở đó thì tình thiếu mà. Tôi thấy cái gì tôi lo lắng quá. Tôi chết. Xong vô coi, xong vô coi. Mới hãy cho tôi nói. Trời đất ơi. Trời ơi con ơi, đi ra. Trời chết con trai tôi rồi. Trời ơi. Trời ơi. Đâu rồi? Trời ơi. Con trai tôi đâu rồi? Hả? Trời ơi. Trời ơi con trai. Xin lỗi. Nó bị thoát gì đó mẹ. Có sao không? Trời ơi, nó không sao. Hả? Ông không sao nó chết đi nè. Trời ơi, ba nắm đầu con mới có sao á. Xin lỗi con trai. Trời ơi, đè thằng nhỏ muốn thoát gì đĩa đệm luôn á. Ba tưởng nó giết con má mày nói. Ở đâu ra? Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra trong căn phòng này? Trời ơi. Quá trời tụi bay rồi, đêm nên là cái đêm mà quá trời. Chuyện gì? Hả? Trời ơi, máu. Ôi máu tuôn rơi trên ngực con trai của tôi rồi. Rượu. Hả? Rượu. Cái này là rượu. Nãy tôi tưởng như ông á. Trời ơi, ba làm quá à, rượu mà. Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra trong cái phòng này? Chuyện gì? Nói coi con. Dạ. À, con thấy nhà mẹ giàu. Con muốn giết chồng con để con cướp của hay sao? Dạ không có. Dạ hai vợ chồng con đang giỡn.
Dạ, hai vợ chồng con đang giỡn mà mẹ. Dạ. Tụi con đang massage cho nhau. Ông tin đâu, ông tin nó giỡn không? Chứ tôi thấy cái này không phải là giỡn rồi đó. Tối hai vợ chồng người ta giỡn, tự nhiên ở đâu ra ra bà nói người ta quánh nhau mà giết nhau hả? Cái thứ gì à? Xin lỗi con, bà thay mặt gia đình xin lỗi con, mẹ con quá hư. Do cái gì đó? Đi về phòng đi. Đúng rồi đó, đi về. Cái đêm mà bà đám cưới xong rồi bà làm đó rồi người ta chung vô trong phòng mà bà chịu nổi không? Cái con người không có biết là sự liêm sỉ gì trơn. Đừng mới về cho phòng nữa. Tụi mày làm gì làm đi, tôi ngồi đây tôi canh cho. Mất nết à. Cứ làm đi thoải mái, coi như tao vô hình đi. Rồi sao? Mẹ thì cho mình ngủ. Chết rồi. Nói chuyện với ba. Chắc là tại vì ba mẹ anh mới có con dâu cho nên là hồi hộp. Cho nên giống như là bị khìn khìn vậy đó. Qua nói chuyện với ba. Yên tâm. Thoải mái, hai đứa cứ làm cái chuyện của hai đứa. Ba hứa là ba không coi, lâu lâu ba nghe. Ba coi thử từ bay làm cái kiểu gì thôi chứ không có. Trời ơi. Tao ngủ không có được. Ba ngủ không được thì còn phải để cho tụi con ngủ chứ. Đúng không? Đêm tân hôn mà. Giống như đêm tân hôn của ba rồi ông nội bà nội vô phòng ba có chịu được không? Rồi, xin lỗi. Đúng không? Ba xin lỗi con dâu ha. Thôi đừng giận giận ba ha. Dạ. Thằng má mày cái làm cái tao quýnh luôn. Thôi thôi, hai đứa cứ thoải mái. Đây, ba đi. Rồi. Thôi thoải mái nha. Dạ. Sớm sinh quý tử nha. Nhớ khóa cửa. Ủa mày làm gì hả? Mới làm cái thế gì vui mày? Sao có cái vụ mà say sinh tố này nó làm sao? Hả? Con mệt ghê luôn á. Thằng ba nhắc. Ba nhắc khóa cửa thôi. Tôi xin lỗi, tôi làm đi. Tiếp đi. Khóa cửa luôn. Rồi. Con khóa cửa luôn. Khóa cửa luôn đi. Trời ơi. Khóa chưa? Anh khóa cửa rồi. Chìa khóa đã cất luôn rồi. Tao có chìa xe cửa mày yên tâm. Nhưng con yên tâm, tao sẽ không để chìa khóa này cho mẹ mày giữ đâu, mày yên tâm. Tôi cũng có một chìa. Vô ngủ. Mày không quý đi. Đi ngủ. Đi. Hết vui luôn rồi. Phi lục buổi sáng 1, 2, 3, 4 hít thở. Già rồi gân cốt nó yếu quá bà ơi. Tập vậy thôi hả? Không biết tối hôm qua hai đứa tôi nó có làm gì không? Tôi thấy thằng nó có chiêu say sinh tố lạ lắm. Hồi xưa tôi chỉ mới có khuấy muỗng thôi. Là bà lòi ra nói thằng này say sinh tố chắc quất lần ba đứa chắc chết. Chứ kêu nó dậy đi, ngủ gì mà ngủ quá trời quá đất. Cái gì? Vô kêu con dâu dậy. Mới có 4 giờ sáng má. Bà ngủ không được, bà dậy sớm, bà đừng có bắt người ta dậy giống bà đừng có khùng gì vừa thôi. 5 giờ rồi 4 cái gì? Hồi xưa tôi loạt vô nhà ông, 3 giờ tôi dậy rồi. Má dạy tôi từng chút một, bây giờ tôi muốn truyền lại cho con dâu tôi. Hồi xưa khác, bây giờ khác, bà đừng có khó khăn quá. Cái hồi dâu nào cũng vậy, cái hồi nào ta nói không có ông bà sao có con cháu, hay không? Vô kêu vậy đi. Rồi, thôi kiếm chuyện quá. Bây giờ kêu nó vậy là thấy không có tế nhị rồi đó. Phải có một cái phương pháp khác thôi. Trời ơi, muốn bẻ cổ con gà dễ sợ. Thôi nó đầu giết tôi luôn rồi bỏ đi. Hết cách. Ông, vô tích sự. May cái được làm chồng được thôi. Làm gì được. Này à, tôi đâu có biết bà có năng khiếu làm chó gì đâu ta. Bà làm hay á. Được không? Cái này là chi qua qua, bẹt rê, giọt xia hay là bulldog? Phú Quốc. Chó Phú Quốc thôi vậy. Gì có mùi mắm. Mà nó vẫn không tỉnh rồi thấy không? Một đứa làm không có xi nhê đâu. Tôi nghĩ là cái mạng này là tụi mình phải hợp xướng.
Nghĩ mẹ đi, kêu cỡ đó mà chưa dậy nữa thôi, tông cửa vô sạc tiếng vậy tụi nó, quá mệt mỏi. Ê, dậy đi. Trời trời, coi nó ngủ nó gác đầu cổ nhỏ à, đầu để thờ cha thờ mẹ em, nó gác cái kiểu này. Con này chắc nó nắm quyền chồng nó hay sao. Ôi là trời, nó ngủ rồi ông nội ơi. Cái đầu đây, cái giò nó để ngay Thái Dương thằng nhỏ luôn kìa. Tội nghiệp không, thiệt tình. 1, 2, 3 chuẩn bị quà ca nha. Ông đây đi, ông đưa vô lỗ tai đó. Chuẩn bị 2, 3. Nghỉ, nghỉ. Lên đang xong rồi. Ôi sao ngủ dữ vậy trời. Trời ơi, kêu nó như cỡ đó nó không dậy luôn à. Thôi trời, nó ngủ nữa. Tỉnh queo ông nội này, có cháy tôi nhà chết không? Sớm là do thằng này. Ông tìm cách coi. Phải có cách, tụi này kiếm chuyện với hai tao. Đứa này thì không được rồi. Tao rồi, đang hiền, tụi bay làm tao điên. Ôi nó ngủ mà cứ như là không có động tình. Ông nội tụi bay ăn cho ở rồi, cái đời sống của loài heo. Con ơi. Con à. Hay quá. Thôi được rồi, hay quá, chồng tôi giỏi quá. Trời ơi. Má bà má, tôi muốn vàng lâm về muốn. Ừ ừ. Ừ. Triệu hồi ư, ừ. Hai bay ư, ừ. Vậy ư. Ừ. À. Vậy rồi. Ủa mẹ, có chuyện gì hả mẹ? Vậy đi con, trễ quá rồi, gà gáy canh năm rồi. Mới có 5 giờ sáng mà. Hồi đó 3 giờ mẹ đã dậy rồi con. Thấy không, bây giờ dậy. Trước hết, xếp cái mền lại, sau đó đi rửa áp tách trà. Còn sớm mà ba. Mà sớm hả mày? Hả? Tụi bay là phải dậy trước con gà biết chưa? Trời ơi, làm những thú gì? Thú cái gì? Rồi bà chỉ cho con dâu nó làm chuyện nhà đầu tí với nhau đi nha. Rồi, rồi đúng rồi. Thôi để anh phụ cho. Đây đó con. Đây đây đây. Mày ra đây, đây. 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 Nghe ba dạy nè. Con qua đây. Nam nhi đại trượng phu là không có được làm chuyện con gái. Mình phải làm những chuyện lớn. Con là giai năm tấc rộng thân 10 thước cao, đường đường một đấng anh hào, qua quýnh một dáng của đứa nào cao tay. Đi, qua quýnh cờ. Dạ à, ba. Đem này xuống rửa. Qua quýnh cờ với ba. Dạ. Uống cờ. Rửa hả mẹ? Trong thời gian con rửa là con hơi bắt cam trà lên liền nha, ấm nước sôi. Dạ dạ. Bằng điện đó con biết không? Đổ nước vô ghim. Đi, bắt một tay. Đâu đâu sao? Hai đây đây đây. Trời sáng sớm đi quýnh cờ, não đâu chạy cho nổi. Mày không cần chạy, mày phải luyện với ba để cho con dâu nó làm việc. Lên xe. Mẹ ơi, con rửa xong. Ờ, giỏi quá. Con gái pha cho ba một ly trà gừng nha con. Dạ, cảm dạ. Ơn con. Đưa con rót cho mẹ. Mà để con lo đánh đi. Chuyện của má mày. Lâu lắm rồi. Má mày. Cái gì nữa? Có dạy cho con nhỏ nó, chứ để nó chạy tao nghiệp à, trời tưởng không chửi tôi. Con ơi, con pha cho ba nóng chứ trà gừng ai pha lạnh con. À, dạ dạ. Cảm ơn con gái. Chơi đi con. Ông muốn đỡ này không? Con đi, con đỡ chút xíu đi. Rồi chưa? Chống sỉ đi con, ừ. Chống sỉ. Mô Phật. Trời ơi. Ủa, nó nóng quá. Ú, trời. Có miếng đường chứ để lạc vậy ba uống không được nha. Cái ba. Xong cứ dặn một lần luôn đi, ba làm gì ba hành dữ vậy? Hành đâu hành, thì bây giờ nó phải biết cái ý của ba thì làm một lần rồi mai mốt quen có gì đâu. Lại làm đi, làm đi. Kêu đi. Lên tướng. Dạ ba. Ăn tướng. Ừ. Ngọt quá, con ra con tách đường ra giùm ba đi. Đường mà tách, đường sao mà tách được? Đưa đây, má xử lý cho con vô con lấy cái đồ lau nhà đi con. Đường mà làm như dầu ăn vậy, tách đường. Ít hành thôi ông. Khó quá, thì chơi đi. Được không em, biết chỗ không? Đưa làm cho. Tập trung đi con, từ nè. Từ mà, vợ con sẽ quen. Lên chốt. Ăn luôn. Đây nè, uống đi. Cảm ơn bà. Ai, có con dâu rồi. Tôi mới được ngồi coi hai cha con quánh cờ. Úp nó hạnh phúc gì đâu mà. Không em còn đâu những mong chờ, còn không em còn đâu những ngày thơ, còn không em một giây phút dài khờ, ngày em ấm xa mờ, đời em cũng thôi mộng mơ. Tập trung vô. Về đi em, ngày mưa gió
Ủa, nãy giờ ba chơi đâu? Con dâu nó sao vậy? Sao vậy em? Sao vậy? Sao vậy? Bị sao vậy? Thầy chồng có sao không? Em không sao, em sao? Con sao không? Dạ không, con không sao. Không sao hả? Dạ không. Không sao, thôi làm tiếp đi vô anh. Đi, đi bánh tiếp, nó không sao. Trời đi, chuyện này chuyện có đàn bà phụ nữ ông này chị. Sao con? Dạ, con mặt hả? Dạ không, con bình thường mẹ. À, thôi được rồi. À, mẹ thấy lau dưỡng được, con đem vô đi. Em vừa kế cái chỗ mà show này có cái cầu thang á, con thấy không? Dạ, dạ. Em đây cho mẹ. Cái chổi luôn con, cái chổi cái bên á. Ờ, à, đúng rồi. Rồi, giỏi quá. Ừ, coi chừng dắp té một cái là coi như được là em. Cái mặt dặm đất. Được, được. Được, con ngồi xuống đó đi. Nó làm được. Nhưng mà cái thang nó nặng. Được mà, nghe lời ba đi. Hồi xưa má con cũng làm như vậy thôi. Cái này là cái phận con gái nó quen, cho nó quen không có gì hết. Rồi, con leo lên, leo con lên. À. Con leo lên. Leo lên con. Con, từ từ nghe con, trơn, té cái chết à. Dạ. Cái đó nó có mấy cái mạng nhện đó. Mà bữa đám cưới con rồi mẹ lu bu mẹ không có quét được. Rồi con ngồi cho cẩn thận đây nha. Dạ. Rồi con quét. Dạ, ngồi dạ. Đi con, ngồi ngồi. Dạ không sao được mẹ, quét trên này hả mẹ? Ừ đúng rồi. Quét hết mạng nhện luôn hả mẹ? Quét hết. Con. Dạ. Cẩn thận coi chừng nó bay vô mắt nghe không? Dạ dạ dạ. Rồi. Còn không em còn đâu như mong chờ. Mày nhìn hoài, mày nhìn nó hoài, sao mày khi dễ thế? Không em chơi đi, chịu còn đâu như ngày thơ. Chơi cờ mà mày chiếu ai chơi mày? Không em. Tại ba chơi dở quá. Một giây phút dài khờ, ngày em ấm xa mờ, đời em cũng thôi mộng mơ. Về đi em. Ê, ngày mưa gió vợ mày nó bị nào nề. Xong sao rồi? Sao sao? Ừ, được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi. Có sao không con? Được rồi em, xuống đi. À con có sao không? Con có dạ, thiệt dạ là không. Có sao? Sao ba thấy con chóng mặt hay gì á? Dạ à, con ngước lên nó hơi có mỏi sao đi không? Con. Dạ không, dạ ba không. Ba hỏi thiệt là có sao hay không ba lo, có sao không? Dạ con không sao. Không sao đúng không? Dạ. Thì thôi làm tiếp đi con. Có thể... gì làm tiếp, ba vậy đủ rồi, con thấy sạch sẽ rồi, làm gì nữa? Không thì nếu mà bé nó không sao thì thôi, bây giờ à, thôi đi ăn sáng với ba. Đi ăn sáng đi. Đi ăn sáng thôi, đi. Thôi, để đó đi. Hồi, anh dọn ba, con mua trái sầu riêng ngon lắm, đi ăn sáng với ba. Ờ đúng rồi, hai cha con đi ăn sáng trước đi. Ừ. Ừ. Con đi ăn sáng trước với ba con đi. Làm sao? Ba để, con á, tới giờ mà không ăn sáng, ông đau bao tử, hiểu không? À, để cho ba con ăn trước đi. Mẹ con mình xong ăn ha con ha. Dạ. Rồi, bây giờ đóng đồ này giặt xong. Hai mẹ con mình đi ăn sáng ha. Dạ. Ừ. Máy giặt ở đâu mẹ? Máy giặt gì con? Giặt tay. Về đi em, về trong nỗi hao gầy. Đời chua cay. Đi chậm ri. Ông cứ nóng như vậy đó, tôi không có thích. Nắng gì mà nắng. Bây giờ là đi đón mà ông phải nhẹ nhàng hơn chứ. Nhưng mà thấy tôi gờ hai không? Tìm cách phải gờ. Lâu rồi con mình nó không về. Đó, bây giờ có đám giỗ, mời bên xui doa về luôn. Thấy không? Nhưng mà tôi xin, nói gì cũng phải nhẹ nhàng với người ta. Tôi nhẹ nhàng chứ tôi có lộn chay đâu. Ông thì nóng lên bất tử à. Thích thì nán thôi. Ờ cắm. Bây giờ đang sẵn sẵn đó tự nhiên sốc. Rồi chịu ra. Đổ thừa ơ. Bây giờ tôi đi ra đâu? Nè, tôi với bà đi ra đâu? Ra ngoài chỗ cầu nó đón con mình. Nè. Dạ. Tất cả bà phải để cho tôi giải quyết. Đoàn bà cứ đứng đằng sau lưng đó. Nè, ông hay đánh người ta lắm. Nói chung là chỗ dựa vững chắc của một thằng đàn ông yếu là có một người đàn bà mập đó thôi. Thôi đi. Đi qua cái chỗ này. Qua chỗ nó. Rồi ban qua chỗ T. Chỗ T, chỗ T.
Ây à, trời ơi cái cầu dừa chết cha rồi, tới thăm nhà ông xui mộng trời ơi à. Đi chờ tôi với, khó khăn muốn chết, đi mà đường gặp gần, đi mình không hè. Bà giờ bà coi gì, người ta xuống dưới quê ta ăn bận cho ngắn gọn, bà ăn bận như con sáu Hồng Kông vậy đó. Trời ơi, bận vậy là ngắn là gọn lắm rồi, ai biết cái đường nó quá trời gặp gần mà cái đường cao này. Như vậy rồi hôm bà qua cái cầu này mà qua được tụi con bà thì lột ra rồi biểu xách cái vali cho đàng hoàng, đưa cái vali như cái ầm bên cơm, thấy ghê không? Thì sáng đi chiều về không mà làm gì không đi. Có một bộ đồ nào thay hết trơn, rồi lỡ có chuyện gì cũng không biết sao. Ai gì làm như ở dưới này trời luôn. Trời đất ơi, rồi bây giờ gia đình đâu rồi? Tôi thích quá bà ơi. Không thấy đây ở à? Ở đây có dòng sông là đẹp quá. Ê tôi nói nghe nè, tao quyết định rồi, chuyến này tao về dưới này tao thích quá, mai tao lên tao bán nhà, tao xuống đây tao mua một cái khu vườn, tao thả vịt thả trâu rồi nó cho chạy, rồi cái tới giờ cái tao thả má mà ra dí tụi nó chạy vui lắm. Vậy là tôi ngang ngửa với mấy cái con động vật của ông hả? Không, mà tôi thích cái đời sống của ở hơn. Mình dưới đây đi ha, ở một mình đi. Hả? Đi từ đầu ngõ đi vô đây là tôi muốn chết rồi. Thằng dầu nó vui hơn, nó về thăm ba má nó phái vậy. Tại quê nó thăm ba má nó về dưới này ở hả? Trời ơi, thành khỉ hết hay sao? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Ờ, mới nói cái gì về đây ở thành khỉ. Mới nói có con khỉ già kìa. Tía! Má! Con! Thôi cái tầng té bây anh giờ xui. Trời đất ơi, anh xui của tôi đó bà. Ủa ba tránh ra đây con quay. Né ra. Né ra cho con tôi không qua. Xuống đây đi trời, trời ơi, trời ơi trời ơi. Coi chừng té nha em. Sao nó đi giỏi vậy? Đi được không vậy? Nó quê đó mà. Nào giờ nó sống em ở đây. Ba ra ba. Ba ơi con mới sợ nè con. Cái thằng con trai của tôi trời ơi. Sao em, sao em? Ổn không em? Ổn. Bà nội cha nó gặp ba vợ nó cùng mình không mình. Con quá trời quá đất tôi, con đẻ con ra chi cái cho buồn gì đây mà đem trái cây, đem củi về rừng. Trời ơi con, con quá nhớ hai đứa. Con mình qua rồi con xui do kệ cho. Tía. Tía, con tía nói vậy. Nói chung là đi đón hơi đó con thôi. Qua. Qua gì? Ông anh tới không ai mời mọc gì trơn, qua cái gì? À, mời anh Xui chị Xui qua nhà uống nước chơi. Xin lỗi. Uống nước là không phải vợ tôi, nước gì uống cũng được nào, bà kén lắm à. Uống cái chi, chuẩn bị để bà la vô bà lo. Thì nếu mà anh chị có thương thì cho vợ tôi xin ly cappuccino. Cái chi? Cappuccino là cái gì? Cappuccino đó. Cái chi, cái nó là cái chi? Là cái cà phê mà nó nhập khẩu từ Brazil, cái nó đẩy qua Phần Lan, nhập nhẹ qua Miến Điện, qua Đức, đẩy qua Áo, về nhẹ Myanmar, tới Thái Lan, cặp qua cửa khẩu Mộc Bài, về tới Sài Gòn là nó đó. Tự tìm uống đi nha. Ở đây không có đó nữa. Không có cappuccino hả? Không. Thôi bây giờ mấy vậy cho cái ở dưới quê có cái cà phê cứt chồn cũng được. Cái gì? Cà phê ngon đó, cái cà phê loại 1 đó, cà phê cứt chồn đó. Cà phê cứt chồn hả? Ừ. Ở đây không có chồn. Ở đây có con gần gần giống con chồn á, có cà phê cứt chó đó đúng không? Nói chi vậy, giờ người ta kêu uống cứt chó kìa. Đùa hủa. Thấy xui mà có bộ không hợp nhau lắm. Ở dưới này có nhiều cứt. Bảo vậy, đi qua đi rồi. Nói chung là uống nước xong đi cho khỏe nè. Trời ơi sao vậy nè. Cái gì? Ông ơi tay chân con cái nè. Trời đất ơi nó phồng đùa lên hết trơn nè ông à. Trời ơi trời cho rồi. Trời ơi như vậy cho mẹ tôi con như cưng trứng hứng như hứng bông mà không làm đi đây. Trời đất ơi. Chưa hết trơn. Làm cái gì đi. Hả? Tôi đừng có nói với đây nè, tôi nói với bà rồi. Đó. Đi gõ con cho cái lũ này là không được. Nè. Anh Xui. Cái gì? Nãy giờ là vợ chồng tôi đang lịch sự với anh nha. Tôi không nói cho đàng hoàng. Được cái gì? Tôi là nguyên là bạn của một phó giáo sư tiến sĩ viện nghiên cứu và bảo vệ động vật cùng với bảo vệ ngôn ngữ học. Tôi hoàn toàn hiểu những lời anh đang thốt ra. Tại sao nói chuyện với vợ chồng tôi mà anh dùng từ lũ? Theo văn học, lũ là một đại từ nhân xưng dành cho những cái tụi mà ăn cướp, ăn giật, cô hồn các đảng. Anh nói con vợ tôi là cô hồn hả? Tại sao anh dùng từ lũ? Tôi nói hết, tôi nói cả chùm. Anh muốn tôn trọng vợ chồng tôi, anh phải kêu vợ chồng tôi. Thí dụ như cái đám đó, cái quân đó, cái phường đó, thì tôi nghe nó được. Ông ơi, cái từ lũ tôi thấy còn nhẹ hơn cái từ ông nói đó nha. Ơi trời. Tôi mời ông tái sử dụng từ lũ.
Gõ cho cái lũ ni là tôi thấy không yên rồi. Đi về hành hạ con người ta chi? Không. Anh nói cho đàng hoàng, đây là con dâu nó học làm việc nhà chứ không có ai hành hạ nó chứ anh. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Không ngược. Đây. Dạ. Ba nói con nghe, ba gõ con của ba cho con. Yeah. Là con phải có trách nhiệm. Tờ ra, tờ ra mới để vợ mới ta chân phải xưng phòng như thế hả? Mới đúa. Yeah. Đúa liền. Đúa. Ừ, ơi, sao đánh con người vậy? Không có ông trưởng ông thôi. Ông con là già là lòng không vậy? Không có động tay động chân á. Thích ông quá. Hắn là con ông cũng là con tôi. Bà nội cha thì tôi quá. Qua đây. Thôi qua đây. Qua đây. Ba. Ba. Đâu ơi. Đâu ơi. Cái cây này nguy hiểm lắm nè. Mày rút dán ra đây. Thích. Tao cứ. Ông tưởng tôi không dám qua hả? Thằng này qua được hết. Qua ngon quá. Bà nội cha hồi xưa tôi cũng từ dưới quê lên chứ bộ. Cố lên ba. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Chồng ơi cố. Ui ui ui. Bà ơi. Bà ơi. Bà có sao bà? Tôi đây. Bà ơi. Bà ơi. Ta chưa chết. Ta chưa chết. Ta vẫn còn sống. Đâu đó đi. Đâu ba bữa cũng cháy. Bà có sao không ba? Sao bà nấu mày? Bà. Mày ôm tao mày cứu tao mày cười mày la. Mày không cứu đây. À, quên nữa. Bơi xuống. Ôi trời. Mày đẩy cái phần phao câu tao lên. Nó vướng cái phần đó. Ừ đẩy. Chết cha nó cấn vô nó cấn. Mày đừng có đẩy cao nữa nó cấn mày ơi. Mày đừng đẩy nữa nó cấn. Ba. Trời ơi mày còn hại nữa. Ai đâu mày. Trời ơi. Má ơi vô sinh là do thằng này. Mày quá mày rồi. Được không má? Được được tao còn sống được. Được rồi con. Mày đừng chạm vô tao tao mới sống. Chắc chắn nha. Ừ. Thôi con về. Đi lên. Ta vẫn còn sống. Có khó gì đâu một buổi chiều. Xui gia đại chiến gió hiu hiu. Thằng xui mắc dịch rút cầu khỉ. Mình vẫn ngồi đây cả buổi chiều. Ngủ vậy đi. Nước có nhiêu đây mà làm gì lậu dữ cha. À nước nó tới chưa tới đầu gối được hả? Trời mẹ nước tới mắt cá. Leo ra vô. Ôi tôi sợ. Bà cứu. Sao không bà? Bà bị trộn gì? Vừa sao qua đây? Ta đã không ưa đầu thì ta hở cho chết thôi. Rồi bỏ tôi bơ bơ bơ. Được rồi. Chị xui để đó tôi. À, qua đấm tôi. Tôi qua. Là tôi không ưa ẩm thôi. Chứ còn bà thì không có chuyện chi. Đợi đợi tôi xíu. Thôi lên đây. Thôi tôi đi đường đây này. Đây nè. Để giờ tôi đưa lên nè. Lỗi cho chắc á. Xin lỗi anh xui nha. Giờ tôi hơi vô duyên hả? Vậy đi. Tự nhiên đi không đi đường này à. Ưa mà. Để đây để đi qua để đông rồi mà. Xin lỗi anh hết sức luôn. Tại vì con vợ tôi nó quá vô duyên. Biết nó làm như vậy chứ gì không biết. Trời ơi. Trời ơi nữa hả? Vì sao? Mày chơi không? Mày chơi không? Sao? Phải chơi à? Chơi rút gán à? Chơi ngon quá đi. Đây cỡ này xin lỗi. Cỡ chi còn được chứ cỡ này ăn thua chi. Đây. Ngồi là phấn đầu quý phớ đây. Giữ yên, giữ yên đó. Bây giờ không hiểu tại sao ta kêu cầu khỉ nè. Giờ không giống khỉ già không? Ê nè, không có đụng trộm nghe. Giờ mày ngon qua đây. Đây, qua bình thường. Qua nè, qua nè. Em làm anh khó xử. Mất mặt quá. Làm gì khó xử? Anh kỳ quá à. Anh không có. Trời ơi, không có gì đâu. Không có gì, không có gì. Trời. Xém nữa là ba má anh bị nhấn chìm dưới đáy sông rồi đó. Tía má em thấy vậy á. Chứ tía má em tốt bụng lắm. Tía má thương em. Tía má cũng thương anh. Mà thương anh thì cũng thương ba má anh mà. Nhưng mà em hỏi chút có gọi điện về ba má em. Rồi em than, rồi em kêu khổ. Ba má em tiếc thương em.
rồi hả, làm khó làm dễ gia đình anh. Đừng vậy nữa. Anh không thương em hả? Anh thấy em cực nhỉ, anh không thương em, sao giờ anh còn nặng nhẹ với em nữa? Trời ơi, cái đó mà tự nhiên em hở chốt cái khóc à. Không thương nữa chứ gì, tôi vừa tôi mét tía rồi. Đưa mét tía cái là có chuyện lớn à. Chứ anh sao? Ông thương vợ cũng cằn nhằn hoài. Coi tay em nè, chảy hết móng tay luôn. Thì anh thương mà, nhưng mà em phải hiểu là mẹ anh muốn vậy, hiểu không? Ba mẹ anh muốn vậy. Chứ họ chút ra cái là em than khóc, than buồn, than khổ. Em về nhà chồng rồi em phải chịu chứ, đúng không? Nói hoài mét tía đó. Em mét tía là có chuyện lớn đó. Tía kẹp. Có chuyện lớn rồi, nói thấy không? Chết rồi. Đó, an ở đó, an ở rang mà trừ như con chó cấm. Ngồi run mà nước mát nước mũi chả tới gớm không. Hai bà nội mày cái quân mất dạy. Quân mất dạy tao rùi cho mày chết. Mà bà thấy tôi hai không? Đi xuống đây không đem bộ đồ mua hết. Tôi ghét, tôi không cho mượn đồ luôn. Cái quân ác ôn. Tôi nói ông nghe, ông không cho tôi mượn đồ thì một ngày nào đó ông cũng sẽ bị trúng gió, ông chết thôi. Rồi, cái thằng không có đồ mà trúng gió chứ thằng có đồ nó đỡ hơn nhiều. Ông nghĩ sao? Ông nghĩ sao mà tôi không có cách kiếm được một bộ đồ mới vậy? Đồ ở đâu ra? Ở đây là cái gì? Chân! Ở đâu ra? Ở đâu ra vậy trời? Ba đâu ra vậy? Đây là bộ đồ đương kim vô địch của cô gái mà ngồi xuống không được đó. Đây, đây, bò quá bà lần nha. Trời mẹ ơi, thấy gớm chưa? Tôi tưởng à, bộ đồ đấy là tôi mua cho bà bữa hôm Tết năm ngúa. Ráng bà đưa cho ăn mặc. Chứ giờ người ta lạnh lẽo mà tao không có. Lạnh thì lạnh chứ. Có tình ý gì vậy hả? Hay là nhớ cái vụ mà đám cưới đó không bò là lời 1.4 triệu rồi trừ đưa đồ chứ. Đâu phải, ông nói xong gì quá. Nó không ưa rồi mà. Thôi được rồi, mượn đỡ đi. Tôi cũng đâu muốn cho ông mặc cái này. Lát ra chợ mua đồ cho mặc được chưa? Rồi bây giờ làm sao hả? Kêu vợ chồng tôi qua rồi gây lộn cho đã, rồi bây giờ là kiếm chuyện phải không? Bây giờ làm sao muốn gì? Không gây lộn gì hết. Đơn giản rồi đây. Tờ rang tôi để cái chung đi. Có lý do của em. Ừ. Bữa nay mình phải nói chuyện đâu đó cho rõ ràng. Vậy đi. Nhà đây là nhà của tôi à, nhập do tùy tục, đố doan thì tùy khúc. Không phải muốn lòm chứ lòm. Nghe chưa? Đây á, tôi để cái chung này. Muốn phát biểu lát lên. Nói chuyện cho có văn hóa. Trong lúc người ta đang phát biểu, người khác không được thọt ra thọt vô, không được nói ra nói vô. Khi mà họ hết câu, rung chung rồi nói tiếp. Hiểu chưa? Nói dài dòng không hiểu bà nội gì hết. Minh họa cái đi. Không có hiểu mà tương bày ra cái vụ đất cà lem này, không hiểu. Đơn giản thôi, trừ đây nè, có chung để đây. Muốn phát biểu cầm lên lát cái chung. Để xuống bắt đầu nữa. Thì thử đi, ai biết cái gì. Không hiểu luôn à? Không hiểu. Khổ gớm thiệt. Đây, không hiểu chỉ cho. Nữa nè, bắt đầu muốn phát biểu nè. Đây, đây, muốn phát biểu. Cầm cái chung lên nè. Lát này. Thỏa xuống bắt đầu núa nè. Mày khốn nạn, mày mất già quá. Không phải mày chơi mày chứ. Đây, phụng quy, như thứ là phụng quy. Cũng phải im cái chữ này. Khoan, để lắng cấn như này à. Không, đó ý là sao mà mày chửi tao, tao chửi mày là không được. Không, muốn phát biểu là phải lát chúng. Bây giờ này, đây là đòn núa là không được ơ nhã vô hết. Bây giờ ông làm lại đi. Không hiểu gì hết. Tự nhiên là ông chửi tôi chửi ông lại cái ông kiếm chuyện à. Không, đây này nó cái núa rồng không hiểu. Đây nè, muốn phát biểu nè. Đây, cái chung để đây. Người muốn phát biểu. Mày cười gì mày? Hả?
Tao bị chửi mày vui lắm hả mày? Con không hiểu. Không hiểu nguyên cái gia đình là không hiểu vậy. Mày hiểu là rồi. Cái đào này là cái đào có vấn đề. Chứ bọn của phó giáo sư tiến sĩ động vật hạt sinh ngôn ngữ hạt gì đây mà không hiểu chứ trời. Đây, nó đơn giản, muốn phát biểu. Cầm cái chung lên. Lát. Để xuống, bắt đầu nữa. Cái thứ khốn nọn, cái thứ mắc dạ. Đó, mày chữ nữa nè. Phộm quy nữa. Nè, bây giờ tại sao ông chửi tôi thì ông không phạm quy, mà tôi chửi ông thì tôi phạm quy? Tại vì ông không, ông núa không à. Ông núa, ông nhảy vô núa không được. Nhưng mà tại sao ông nói gì lại được, tôi nói lại không tôi được? Tôi nói được là tại vì tôi lộn cái phải... điều mà tôi ra quy định rồi. Có nghĩa là phải bây giờ phải chung. Lát chung. Ờ, phải cầm chung cái quy lát. Là cái này. À, là phải lát chuông đó. Lát chuông mới được núa. Nói phải... như vậy ngay từ đầu rồi. Đó, mình phải giành được cái chuông mình lát. Rồi. Ờ, đó. Rồi bây giờ, khoan, từ từ. Đứng gì nữa? Đó. Gì nữa vậy ba? Đây, gạch cái mức đây. Nghĩ lọt cò hả? Gì giống như chơi keo con nít vậy? Gạch cho để ăn giòn. Cái mẹ nó ăn giòn gớm lắm. Đó. Chừng đó đó. Chừ bắt đầu đứng ở đây. Đội O là đây, đội B là bên đó. Đếm một hơi ba, ơ giành được cái chung thì người đó nuốt trước. Tự nhiên cái tên Sài Gòn xuống đây chơi game show à. Game show bây giờ đang hot mà. Rồi chơi đi. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị nha. Tôi là canh chừng con mẹ đó là hay ăn gian lắm. Chuẩn bị nè. Bắt một đầu. Hai ba 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 lát được rồi, mày chửi tao hai lần mày chả ra rồi. Ba lát được rồi, chả ra chị Tư. Chơi tôi nói cho anh biết, tôi thử chuông. Hay cái gì, tôi quý quá tôi không biết nói cái gì đã. Nghĩa là hãy quyền ưu tiên. Hey. Bắt đầu chơi lầm lỡ. Mới đầu cho giữ vô rồi ngu hả? Đây bắt đầu chơi lầm lỡ nè. Đếm lên bàn nha. Bình nó đếm đâu. Chơi tới đây. Ok ok. Cứ từ từ bình tĩnh không có chơi. Mẹ kia ăn gian à. Bà cái từ từ. Mẹ kia sơ hở là nhích lên nè. Bắt đầu đếm từ từ thôi. Một. Hấp ba. Em đi. Mày đếm đi kiểu mà cắt coi. Phộm quy nghe. Đây tôi hỏi anh chị, tờ đang anh chị cưới con tôi về, nhà đâu phải là nhà nghèo khó đâu mà không có cái người để làm công chuyện, mà anh chị phải bác con tôi làm như một người ở. Anh chị bác lọc sức lao động của con tôi. Ngày bữa nay tôi muốn nói cho ra lẽ. Nói như vậy 500 anh em ở trong đây chỉ cần một cái quyết gió thôi là anh chị trở về với con bụi. Cái cha trời vậy cái bụi. Chết cha rồi, vô tới địa bàn của nó rồi bà ơi. Bà giữ mồm giữ miệng nha má. Bà hay nói bậy lắm đó. Rồi bây giờ đợt 2, tua 2. Tua 2 chuẩn bị nè. Hồi nãy ông đếm rồi, bây giờ tới tôi nghe không? Ông để tôi dặn vợ tôi xíu. Nãy giờ vợ chồng mình thất thể lắm mà nó chụp cái chuông mấy lần mà chưa đụng vô được một cái. Rồi. Bà chụp được là tôi đếm 1, 2, 3 cái là bà lấy. Cái gì? Tôi chưa đếm mà. Đếm đó, 1, 2, 3 đó. Trời đất con nè, con nghe không? Tao nói nhỏ con nghe, thôi. Con nghe một hơi bo rồi. Nữa đi. Bây giờ anh chị đừng có như vậy nữa. Con tôi là ăn học đàng hoàng. Mà bây giờ về nhà anh chị này tới chân nó không còn cái gì nữa hết á. Bây giờ anh chị phải nói cách nào để cho vợ chồng tôi yên tâm đi chứ. Chị ơi, mỗi đứa một lượt đừng có khóc lâu quá. Phong Quy bút sáo bây giờ. Con nói đi. Bây giờ có cha mẹ, có bên hai bên hết rồi, con cứ nói hết đi. Dạ. Dạ thưa. Lẹt chúng. Dạ thưa tía, thưa má. Dạ thưa ba má, thực sự là con biết là má thương con, má muốn con làm công chuyện nhà để sau này dù có ra riêng đi chăng nữa thì con cũng biết làm. Thứ hai nữa, thưa má là con muốn đi làm lại. Thứ ba nữa là con muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc chồng con hơn, nên con xin với ba má cho con được thuê người làm. Cái gì? Thuê người làm?
là lét chung chưa mà nữa. Trời ơi, vô chồng trời. Đó, qua địa bàn của nó, lát mày lên thành phố mày chết mẹ mày hay sao? Ông đừng có vậy. Hả hảo, tao cái quýt quýt có 3-4 thằng ngoài chật lên chật xuống à. 500 anh em. 500 á đó. Bây giờ tao khuyên tôi nè. 1, 2, 3. Má nãy giờ chưa đụng được vô cái chuông luôn nè. Chụp cái chuông cũng chọt nữa. Luôn nói không nói được một câu từ em. Ê, tôi nói cho anh chị nghe. Anh chị bóc lộc cũng bóc lộc vừa vừa. Hắn về làm dâu, anh chị phải đối xử làm ra. Dâu như con mà, đâu có đi hành hạ con mình như đó được. Hành hạ là không có phải. Cha mẹ nào cũng nữa. Tôi nói là tôi nói rất rõ rồi. 1, 2, 3. Tôi lắc một cái đi má. Tức quá đâu, bây giờ phải nói. Tôi nói cho anh nghe. Nói đi. Anh kêu mà cho mà mướn người làm như vậy là người ta dòm vô trong đây rất là mất mặt gia đình tôi. Mất mặt. Vợ tôi ngày xưa vẫn làm bình thường, tại sao bây giờ nó về nó làm không được? Rồi người ta dòm vô nói à, chắc là hà khắc với con dâu mình lắm nên phải mướn người để giúp đỡ. Là sao? Qua nói chứ là cắt cớ đâu. Bây giờ hắn về, anh bác hắn làm việc mới là hòa khác. Không phải làm là không hòa khác. Bây giờ dạy con dâu thôi. Dạ cái gì? Dạ cái kiểu gì lạ đó. Không phải, bây giờ tại sao con tôi làm được mà vợ tôi làm được nó làm không được? Hắn làm được nhưng mà công chuyện của hắn không phải là làm ở chuyện trong nhà không đâu. Ủa cưới dâu vậy cũng phải giúp cho cha trời mẹ chồng chứ. Bây giờ về làm chuyện này, má. Bây giờ muốn cái gì ông chưa có, bây giờ ông chưa đắc chuông mà ông nói chuyện này mẹ cái chung luôn này. Nhà ta ta muốn làm thì ta làm. Kêu hoài à. Mà nói không nói được cái gì. Mà ta nói tôi tức quá mà. Nè tôi nói cho ông nghe nghe. Ông là cái thứ mà quá đáng lắm rồi em. Bây giờ tôi không biết, tôi không cho đó. Ý kiến đó là tôi bãi bỏ. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Hiểu được. Lầm thôi. Rứa thì đơn giản. Ngày trước anh rước con dâu anh về, tức là con gớ tôi về, đúng không? Trừ anh đối xử không tốt với con gớ tôi, tôi bắt con gớ tôi về và tôi bắt rễ. Bắt rễ hả? Chính xác. Còn phía thôi. Tôi sẽ lấy dâu. Tôi bác rễ. Tôi lấy dâu. Tôi bác rễ. Lấy dâu. Tôi bác dâu. Tôi lấy rễ. Lấy dâu. Bác dâu. Cái gì? Bác về. Rễ rắc. Bác dâu. Bà ơi. Cái gì? Dạ bác chịu rồi. Trời ơi. Chịu đâu. Bố ơi. Bố ơi. Bố ơi. Bố quá đi. Cài bờ tía em là một người nóng nực. Sao không? Gì vậy? Nghe nói chuyện nè. Nói đi. Thì bớt ăn lại nghe người ta nói chuyện chút được không? Ăn không? Không. Mày lì với trời. Thì anh nói thôi. Tại sao làm vậy? Tại sao? Là sao? Tại sao em đưa ra cái vấn đề thuê người làm, tại sao không bàn cho anh trước? Hả? Anh là chồng em mà. Chưa kể cái vấn đề đó nó dính dáng đến ba mẹ nữa. Người lớn đó. Làm cái gì cũng phải hỏi người ta chứ. Em có biết mà em nói ra vấn đề đó, bây giờ trong mắt của ba mẹ là em là khác rồi. Không còn làm con dâu hiền nữa. Em nói có sai gì đâu. Em thấy là em làm đúng mà. Anh nghĩ đi, bây giờ thì đem người làm về thì người ta làm việc nhà. Rồi như vậy là đúng ý ba mẹ, em có thời gian em đi làm, em quay trở lại công việc của em. Rồi
Em có thời gian em dành cho anh nữa. Hai vợ chồng mình lúc đó sẽ có rất 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 nhiều thời gian để dành cho nhau. Lúc mày còn tào lao đó. Bực bội. Anh nói cho em nghe rồi, vợ chồng mình á còn trẻ, còn sống đến già với nhau mà, đúng không? Mới đây mà đã sợ rồi, rồi phải dành thời gian, phải dành thời gian. Còn cái chuyện quan trọng á là mẹ nè, với lại ba là muốn em làm việc nhà để anh chi, không phải là muốn hành hạ em, mà là muốn cho em học hỏi tề gia nội trợ như thế nào, đúng không? Quán xuyến tất cả mọi việc trong nhà như thế nào. Nhưng mà em làm không nổi. Thực sự là em làm không nổi. Nhưng... không làm nổi thì từ từ mình học. Mẹ làm được mà, đúng không? Mẹ già vậy mẹ còn làm được mà. Rồi từ từ có gì anh giúp cho. Sao anh lúc nào mở miệng ra anh không có bênh vợ anh? Vợ em là vợ anh mà. Anh không bao giờ anh bênh em hết trơn á. Mẹ anh đã không chịu rồi, làm ơn đừng có đụng đến vấn đề đó nữa. Hồi xưa lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Lúc mới yêu thì em yêu dấu anh dấu sạch. Bây giờ lấy nhau về anh lòi cái màn anh ra. Bây giờ là anh tỏ đường đi lối về rồi. Bây giờ anh lớn tiếng anh ghét em rồi đúng không? Anh không có thương em nữa đúng không? Em bị điên hả? Anh không thương em rồi thương ai? Ai mà biết anh cho anh nói mà em ghét anh. 10 mét. À, 7 mét. 5 mét. Gần tới nha, gần tới. 2 mét. Rồi tới. Chết cha, hổ. Lùi lại 3 bước sẽ gặp. 1, 2, 3. Anh Bảo. Hương. Trời ơi anh Bảo, gặp anh đêm mụn quá hả? Ủa sao em có thể tới đây được hay vậy? Người ta nói là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Anh Bảo nhớ em không? Biết sao em đi công tác ở đây gần đây nè, cái buồn quá đi không biết làm gì hết á, cái em mới lấy điện thoại ra em chơi cái app với anh để coi tìm xung quanh có người nào quen với mình không đó trong điện thoại đó anh. Trời ơi em phát hiện ra. Sao vậy? Em với anh ở gần nhau 20 mét. Xạo thiệt. 20 mét. Em uống nước mía gần đây nè. Ôi dạ. Thiệt, uống nước mía gần đó đó. Thôi chết rồi. Gì vậy? Trời đất ơi anh Bảo ơi. Sao vậy? Trời ơi, sao từ khi đám cưới xong tiều tụy quá vậy nè. Trời ơi, ốm quá trời quá đất luôn. Anh sao quá à? Nè, có vợ anh ở đây bớt quan tâm anh kiểu đó đi nha. Vợ anh em biết mà. Tôn trọng vợ anh chút xíu. Em biết em tôn trọng để qua em chào hỏi em quên nè, không chịu nhắc em sớm. Em chào chị Ý. Chào chị. Trời em xin lỗi chị Ý nha, hôm bữa đám cưới chị em xỉn quá trời quá đất, em ăn nói tầm bậy tầm bạ. Chị đừng buồn em nha chị Ý. Dạ không sao. Biết sao không? Tại vì hồi xưa em với anh Bảo hai người đang yêu nhau. Cái chị á, chị nhảy vô, chị làm em với anh Bảo chia tay á chị. Nhưng mà không sao đâu, chị đừng có suy nghĩ gì nhiều nha, để một mình em suy nghĩ được rồi. Chị biết không, mặc dù bây giờ anh Bảo á, ảnh đã là chồng của chị rồi. Nhưng mà không sao chứ, trời ơi đó, em vẫn để ảnh trong lòng của em nhớ suốt đời luôn á chị. Nhưng chị ơi, cho em nói chuyện với anh Bảo chút xíu ha nha chị. À không sao, tự nhiên đi. Dạ em cảm ơn chị, trời ơi chị Ý dễ thương, dễ sợ luôn á trời. Em cảm ơn chị nha. Anh Bảo. Hồi lúc mà hai mình chưa chia tay đó, em có nói với anh là em sẽ đãi anh ăn lẩu mắm á, anh nhớ không? Không thôi bây giờ sẵn tiền ở đây, hai mình đi húp lẩu đi. Lẩu mắm hả? Ăn không? Trời ơi. Ôi. Tự nhiên bất chợt cái em nhắc lẩu mắm cái anh thèm dễ sợ luôn à. Trời ơi vậy hả? Trời ơi vậy thôi hai đứa mình đi ăn lẩu đi anh. Anh muốn húp lẩu liền luôn à. Em biết rồi. Chị Ý, phải thường xuyên cho chồng ăn lẩu, như vậy chồng mới thích. Tại vì anh Bảo anh rất là mê ăn lẩu. Giống như em hồi xưa quen với ảnh á, lúc nào em cũng nấu lẩu cho anh ăn hết trơn trời đó. Mai mốt á chị ráng nha, cho chồng ăn lẩu nhiều nha. Em cảm ơn chị Ý. Dạ. Đi anh, đi ăn lẩu chị Ý cho phép rồi. Đi em. Đi. Thôi được rồi. Hai người dắt tay nhau đi ăn lẩu đi. Dắt tay nhau mà. Cảm ơn chị. Đi. Đi em.
em ơi. Đi, đi thôi em. Đi. Đi, đi, đi. Ai là làm gì tôi vậy? Là làm gì vậy? Sao bẻ tay em vậy? Đâu có đâu, anh vui quá. Vui quá, đi đi ăn lẩu, thôi, đi ăn lẩu với em. Em đi ăn lẩu luôn nha. Không, không, đi anh. Hả? Anh mới hứa với em đi với em hả? À, thì đi ra đó đợi anh đi. Không, đi đi. Đi đi, chỗ người ta cất công lớn nay người ta tìm rồi, đi. Thôi thôi nè, bây giờ đi ra đó đợi anh chút xíu nha. Việc nhà của anh còn lu bu lắm. Xong việc anh chạy ra với em nha. Ô, vậy hả, chờ lâu không? Chút xíu à, đi đi. Ê, ê, không đi. Chờ, chờ lâu không vậy? Thôi mà. Ôi cha. Làm gì đó đừng ăn đó. Dạ hả? Đâu có gì đâu má. Ok. Không có gì đâu hả? Dạ dạ không có. Ý đi vô trọng khóc quá trời đất rồi ông kìa. Lúc nào mày cũng không có gì đâu hết á. Sao? Con thấy thì sao? Con thấy nhức đầu quá má. Không có nhức đầu. Con phải giải quyết. Con phải thương yêu vợ con. Để má nói cho con nghe. Bây giờ con về tới đây rồi. Đó. Dạ. Má thương con như là con ruột. Má không có con trai. Bây giờ má đề nghị vậy. Con nói với cha mẹ con là cho hai đứa ở lại dưới này. Má lo. Khỏi cần làm gì hết à. Má lo hết. Chứ bây giờ nó về tránh nó quá đau khổ à. Nói đi. Con nói với cha mẹ con vậy đi. Con mà con với vợ con mà về đây là ba mẹ con không có chịu. Con cảm ơn má vì cái ý định đó, nhưng mà ở trên là phải lo cho ba mẹ con, tại có mình con, với lại là ở trên đó con còn công việc nữa má. Với lại con sẽ hứa với má là từ đây về sau con sẽ không làm cho ý khóc, ý buồn nữa. Con sẽ chăm sóc ý kỹ hơn. Con chăm sóc sao đâu, con nói cho má nghe. Dạ thì giống như là tía chăm sóc cho má vậy đó má. Hay quá ha. Mày thấy là tía chăm sóc cho tao hồi nào. Mày cũng vừa phải thôi. Có nghĩa là má cạn lời với con. Thôi bây giờ về đi. Con đi về trển đi. Má giữ ý là đây. Đừng má. Má không có cho ý về với con. Chồng đâu vợ đó mà má. Sống vậy đi. Bây giờ con muốn như thế nào? Bây giờ đơn giản thôi, con muốn má khuyên ý là bỏ ý định thuê người làm đi má. Chứ như vậy má con, ba con giận chết luôn á. Bây giờ đó, mày kêu mẹ mày ra đây. Kêu ra đây tao nói chuyện. Kêu. Cái gì? Cái gì? Hả? Cái gì? Thôi tao vô. Ủa sao vậy? Thì bả ra tao vô chứ để mấy tao cho bả gây lộn đó sao? Má à. Hai cái ông già kia là chịu không nổi rồi. Má vô má năn nỉ ý dùm con đi. Thì đó. Được không? Tao năn nỉ cái gì? Vô năn nỉ dùm con. Nó đi ra đây. Gì? Đi ốc lẩu rồi. À chồng con đi ăn lẩu. Ồ nó ghiền lẩu lắm con, nhất là lẩu mắm á. Gì đâu đúng mà rồi. Con sao con đi chung với chồng con rối lên vậy? Má ơi, chồng con đi ăn lẩu mắm với lại bạn gái cũ của chồng con. À con Hương. Đi ăn đi, đi. Bà Hương nó từ không biết tại sao từ Sài Gòn về tới đây. Má ơi. Thôi, má ơi từ bây giờ từ. Làm sao má? Thôi nghe má nói nè, cái con Hương đó là cái con khùng. Nó khùng, nó không có bình thường. Nghe má nói nè, thằng chồng con không bao giờ nó yêu con Hương. Má biết mà, lúc đầu cũng có thấy con nhỏ nó cũng được được định sáp vô, rồi cuối cùng nó khùng quá con, rồi má cấm tuyệt đối là không được quen. Rồi nó nghe lời má, nó thương má mà, nó nghe lời má là nó bỏ rồi, mà con đó tên đeo bám thôi. Khẳng định với con, bảo có mình con thôi, thề với con luôn, tin má đi. Bây giờ vậy à, con có nói với má con là cái chuyện mà má dặn chưa? Dạ con nói rồi. Má con nói như sao? Dạ má con đồng ý. Giỏi quá. Thôi thì ngày mai mẹ con mình về Sài Gòn sớm nha con. Dạ má con nói là đồng ý phải mướn người làm, còn không mướn người làm á má con bắt con ở dưới đây luôn. À là đồng ý mướn người làm hả? Dạ. Còn không ở dưới đây luôn hả? Dạ. Ừ. Gửi lời với má con là má con không có biết điều. Má ơi. À, không phải vậy đâu má ơi. Má. Trời ơi. Là sao? Cái ngày gì mà đủ thứ chuyện trên đời đó vậy nè. Cha bảo này. Bây giờ
đi ăn lẩu, rồi ăn lẩu no rồi về nhà làm sao mà ăn cơm được nữa. Ghét anh, anh sẽ không bao giờ được ôm tôi nữa, anh sẽ không bao giờ được hôn tôi nữa. Anh đi mà ăn cái lẩu của anh đi, đồ gác đầu. Đừng bao giờ xuất hiện với mặt tôi nữa. Buông đi, lại gì con gió tôi đúng chỗ hả? Dạ. Anh gió hả? Cho anh chết thì nhắc cho anh chết. Nhắc cho anh chết. Anh Minh. Anh vô nhà em nào vậy? Em đừng ngại, cứ việc nằm cho anh lại cảm giác lúc nãy đi. Cảm giác gì? Thì cái cảm giác hồi nãy em ác quá. Giỡn hoài, có ba má chồng em ở đây á. Làm dâu khổ lắm phải không? Mà đúng thôi em ơi, mới về nhà chồng mà nhiều khi mình không có quen. Thôi cố gắng, nhưng mà cố gắng quá cũng đâu có được đúng không em? Ở chung với ba má chồng mà gặp ba má chồng khó chịu nữa chịu gì nổi đúng không? Thôi phải cố gắng em à, mình là phận là dâu. Ông bà nói là thuyền theo lái, gái theo chồng. Lấy chồng là phải theo chồng. Nhưng mà gặp thằng chồng suốt ngày nghe lời cha mẹ mình không thì cũng khổ cho phận của mình đúng không em? Mà phải chịu em ơi, phải chịu thôi à. Con gái mà thương yêu chồng phải thương yêu cha mẹ chồng em ơi. Nhưng mà cái gì cũng phải vừa phải thôi, chứ chồng nó quá đáng gì đâu có được đúng không em? Mà phải chịu em ơi, cuộc sống bây giờ là như vậy đó cưng ơi. Má, cuối cùng là anh đang đứng về phía em hay đứng về phía chồng em vậy? Anh đang đứng giữa phía em và phía gia đình chồng em. Nhưng mà quyền quyết định là của em. Em muốn sống với chồng em nữa hay không là quyền quyết định của em. Em hiểu không? Em là người quyết định. Thôi nhưng mà phải chịu em mà, phải ráng chịu em ơi. Cuộc sống là như vậy nha. Em cũng thấy là quyết định của em là đúng đắn. Đó, ủa mà quyết định vụ gì đúng đắn? Quyết định không lấy anh á. Sao vậy? Anh ba phải quá. Anh không. Gì nè, em xào trễ vậy nè. Anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi. Thôi. Nhưng mà có chuyện gì muốn tâm sự với anh thì cứ nói hết cho anh nghe đi. Anh hứa là anh không có thể giúp cho em cười được, nhưng mà chắc chắn là anh sẽ làm cho em khóc. Hả? À không, anh cứ thể san sẻ những giọt nước mắt của em. Em khổ lắm. Ôi em khóc thiệt à? Đó. Chồng em đã bỏ em đi ăn lẩu rồi. Tại sao lại bỏ em đi ăn lẩu? Anh không ăn một miếng lẩu nào chung với chồng em luôn á. Anh có tội tình gì đâu mà sao em chỉnh âm thanh anh hoài vậy? Có cái nút volume này mà cứ dặn tới dặn lui hoài, nó xúc cái nút này là mệt lắm luôn á. Chồng em mê lẩu đi ăn lẩu rồi, em buồn quá. Thôi anh biết mỗi lần em buồn anh biết mà. Em ăn chuối nha. Nè. Đau. Nè, trái chuối nè, anh để dành cho em đó. Em là chỉ thích ăn trái cây thôi anh biết. Đám cưới anh tặng bơm, bây giờ anh cho ăn chuối là ngon rồi. Chồng em đi ăn lẩu rồi, em buồn. Thôi chồng em ăn lẩu, giờ em ăn chuối đi. Mày ăn dao không? Cái gì? Mày ăn dao không? Không, chuối này mình lột cho mình ăn thôi, không cần phải lấy dao nha cưng. Dao để chém mày á. Ủa? Hình như là chồng em á. Buồn ra. Buồn ra. Đúng rồi, đi tôi ôm đi. Đi qua đây. Em làm cái gì vậy hả? Em làm cái gì vậy? Em có làm gì đâu. Mày làm cái gì vậy? À, bình tĩnh đi. Làm cái gì? Tôi vừa mới đi. Anh làm cái gì vậy? Tôi vô tội, tôi không có gì hết. Anh đừng có giam cầm tôi. À không, anh bước qua bên đó đi. Anh đứng im chỗ đó, anh đừng có nhảy qua một cái nha. Nguy hiểm lắm á. Anh vừa mới đi chút xíu. Em kêu trai vậy đó em ôm là sao? Nè, hiểu lầm bạn rồi. Ơi, bạn đừng có dùng từ trai ở đây. Tôi không phải là trai bình thường đâu. Chứ trai gì? Tôi là trai thẳng. Tôi đi thẳng từ nhà tôi qua đây luôn á. Tôi nói chuyện với bạn với tư cách là hai người phụ nữ nói chuyện với nhau. À, không, hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Bạn đứng nói chuyện đàng hoàng đi chứ, bạn về nguy hiểm quá bạn. Em nói tụi mình là tao giết mày. Không, bạn nhảy qua hai cái rào một cái là tôi chết tại chỗ liền á. Em nói một câu công bằng chứ chồng em bây giờ nhìn cái mặt như là con hổ vậy. Em nói đi, tại sao anh vừa đi cái là
Kêu trai về đây, ôm trai rồi đút chuối cho nhau ăn. Anh đừng có nói cái kiểu đó được không? Anh đừng nói vậy, chuối là một cái loại trái cây mà vợ anh hay thích ăn. Mà chém thấy mày em mày bây giờ chứ. Anh bình tĩnh được không? Cái gì cũng có nguyên do của nó mà. Cái gì? Nguyên do gì? Giải thích. Em nói đừng nói giải thích làm sao khéo khéo cho chồng em đừng giận anh nghe cho anh nó... giải thích đi. Ồ, gia đình này giống bên đội tuyển Barcelona quá ha. Ở đây bát tôi bát lại cái bát qua tôi rồi vô tình huống này cái kêu tôi giải thích. Bây giờ mày xuống đâu? Đây đây đây, đây tôi xuống liền nè. Bây giờ là bây giờ bình tĩnh đi, từ từ để nhớ nè. Đó, từ bên nhà đi qua nè, thấy vợ anh nằm khóc bên kia. Cái tôi mày làm gì? Tôi phải di chuyển, tôi diễn cho anh coi mà. Anh phải bình tĩnh chứ. Em nhớ giữ con cọp lại nha, nó xúc ra một cái là nó cắn anh chết. À, đó là vợ anh nằm đây nè, vợ nằm đây, cái tôi qua đây. Tôi qua đây tôi thấy là mình thấy là vợ bạn đang khóc. Tôi không biết làm gì hết. Tôi nói chết cha rồi, tại sao vợ bạn lại khóc? Tôi tính an ủi. Xong rồi cái vợ bạn đẩy ra. Tôi nói ủa kỳ vậy ta, mình đang an ủi mà. Chắc là không chịu an ủi. Cái tôi quyết định là tôi ủi luôn. Gì? À không. Cái gì nó vừa muốn ủi nè? Ủi hồi nào? Tôi an ủi nè. Tao giết mày. Từ từ đi, từ từ. Chưa có nói mà căng thẳng quá vậy. Anh nói với đàng hoàng ơi. Trong tình huống này bà nội thằng nào nói đàng hoàng được? Mày đang trong nhà người ta, mày ôm vợ người ta, nó đâm thấy mẹ luôn chứ đàng hoàng. Nói lẹ đi. Từ từ đi mày. Từ từ đi. Trời ơi trời. Tự nhiên qua đây đút trái chuối, bây giờ dính đây luôn nè. Nè, cái vợ nằm đây nè, vợ nằm đây. Rồi cái là tôi mới lấy tay là tôi đỡ cái vai vợ anh. Vợ anh mới cắn cái tay tôi một cái. Tôi đau lắm mà tôi không dám la đâu bạn ơi. Tôi không dám la, tôi sợ vợ anh bị cục hứng cắn. Cho nên là tôi gán tôi cho vợ anh cắn cái. Xong rồi cái là vợ anh à, cái khúc này mới quan trọng là vợ anh à, lòn cái tay ra một góc 90 độ, dùng hai ngón tay vo ve cái âm thanh tôi. Anh nói sao cho giảm chứ bây giờ nói cái... Vo ve âm thanh nó hả? Bà không vậy? Em chỉnh âm thanh của nó hả? Hả? Gấp cái... Em vo ve đó. Cái gì vậy em? Em vân ve đó. Thấy mẹ. Rồi sao? Anh ăn lẩu được thì em ở nhà em ăn chuối được. Đứng im đó. Đứng im đó. Không thể đứng im được rồi. Cô phải dùng cái hàng rào này không tôi giết cô. Không. Em mới giữ cô cho chồng em lại. Tôi không giết cô nữa. Tôi giết thằng này. Đừng để cho tôi gặp mặt nó nghe chưa? Anh làm gì? Mày đi qua đây. Trời ơi sao tôi vô chung chuồng chung với con cọp vậy? Anh ơi anh. Mày dám vuốt nghe vợ tao hả? Thôi. Anh, em nhớ giữ nó lại em ơi. Giữ lại, chạy đi. Em đang bắt anh luôn á. Ê, tao không có tóc đâu, mày yên tâm, tao không có tóc. Bỏ ra chứ. Giữ nó lại đi. Đi, chạy đi, anh ơi, chạy đi. Chạy. Mày à, trả cái hàng rào cho nhà tao. Trả gì nổi, mày đạp tao dính cái hàng rào luôn rồi. Khi nào tao rút ra được tao trả. Chạy! Buông ra! Anh chị á, tôi không phải là chó ỉ gần nhà, gò cậy gần chuồng chi hết trơn. Nhưng mà nuôi cái chuyện nó phải rõ rồi. Tôi không có làng nhàng ý kiến là chừ ngồi để làm rang để cho hơ đứa con mình nó được hạnh phúc nữa thôi. Đơn giản như thế đó. Ý của anh ra nè. Chừ tôi hỏi một lần nữa, ý của anh ra rang, anh nói tôi nghe. Ý ra rang. Hả? Mới nói gì? Nãy giờ căng quá ngủ quên rồi. Ôi trời, cha mẹ ngồi nói chuyện với Su Do mà ngủ gục quá trời. À, căng quá, ai cũng căng, tôi ngồi cái tôi ngủ quên luôn rồi. Rồi tôi nhớ rồi. Con dâu, con nghe cha hỏi, tại sao con là thân con gái đã có chồng rồi, mà tại sao con còn dám hẹn hò với trai, với người yêu cũ, rồi hai đứa đút chuối cho nhau ăn? Đúng không? Tôi nói với anh nghe có được không? Đúng rồi, đút chuối cho ăn gì mà
gái hư gái thúi à. Anh đó, giờ anh muốn nói gì nói đi. Chứ con của anh chị sướng ít chi, có vợ rồi, hẹn hò đi húp lậu. Đây hẹn với con bồ đi ăn lẩu đây. Nhưng bồ ăn cũ lẩu mắm thôi mà nó thích ăn lẩu. Rõ ràng đi ăn lẩu mắm đúng không? Mi ăn lẩu mắm đúng không? Nhìn là biết ăn lẩu mắm đâu. Đây rõ ràng ăn lẩu mắm. Đây 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 nè đó. Đây. Anh đánh con tôi hai lần rồi nha. Tôi cưng như cưng trứng hướng như hướng qua anh đánh nó hoài vậy sao vậy? Ăn lẩu mắm rồi dính đập cho chi đâu mà. Rùi con rùi chứ mục rùi của nó chứ con rùi đâu mà. Cái con rùi khó cái mục rùi chứ chi mà. Anh đừng có lợi dụng đồng quánh con tôi nghe. Rễ như con quánh được. Bây giờ con giải thích đi. Con có hẹn trai ra ngoài sau hè cho hai đứa đút chuối nhau ăn hay không? Nữa đi. Con không có. Con bị tao xóm chết 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 mẹ mày nghe. Tao không cho nữa không nữa. Nữa con bình tĩnh nữa đâu rồi. Con đang ngồi anh Minh anh bước vô anh thấy con khóc anh dỗ con xong xong anh không mấy mày gửi mail cho tao đi mày nói chuyện khó khăn quá à. Chứ bây giờ khóc mà vậy thì giờ hẳn nữa mail móc chị đây có hiểu cái gì đâu mà nghe. Xong anh Minh anh móc trái chuối ra xong con con. Ôi sao sao, sao mà thằng kia đút chuối mày ăn rồi sao cái mày là cái đoạn đó là sao? Ngồi xuống. Nam trăm anh em vẫn còn phục kích. Mẹ hở là thổi, hở là thổi à. Để cho hắn nua. Con tiếp. Con với anh Minh họ không có gì hết. Họ trong sáng. Đúng rồi đó, ảnh mới là ngoại tình, anh đi ăn lẩu đó. Dắt từ trên Sài Gòn dắt về tới đây. Mày giải thích, mày nói cho rõ ràng đi, cho gia đình người ta nói mày đi húp lẩu kìa. Sự thật đó là cái gì? Thật gì? Sự thật là cái gì? Con e là tại sao con Hường nó theo xuống đây với con? Ẩu tỏa. Không phải. Ngày xưa tao với má mày đây, ăn có cái lẩu thớ thôi mà để ra hát ra. Chứ mày ăn tới cái lẩu mắm thì để tới ra cái thứ chi rồi. Không phải. Là Hường vô tình tới gần nhà mình đi công tác rồi gặp con rồi rủ con đi ăn lẩu mắm nhưng mà con không có đi. Quan trọng là con không có đi. Con đi đâu? Con đi ra bờ kè. Cái chỗ mà Ý đã dẫn con ra đó. Lúc mà hai đứa hẹn hò rồi có khắc tên nhau trên cái gốc cây nữa. Con tới đó con lưu lại kỷ niệm thôi có gì đâu. Rồi thôi bây giờ tôi túm gọn cái chuyện này lại là vậy. Nói chung là cái chuyện sầm đế. Con này gặp người yêu cũ rồi hai đứa cho nhau ăn đúng trái chuối. Rồi thằng này gặp nhóm người yêu cũ mời là không đi rồi ra ngoài hè. Cuối cùng tự nhiên chuyện tụi bay nói qua đấu lại đứa này dựng chuyện đứa kia nọ. Bốn đứa tao ngồi gây lộn cho tụi bay coi à. Cái gì đâu không kỳ cục à. Bây giờ con là đàn ông. Mình là đàn trai. Con đại lượng. Con xin lỗi. Con làm cho ba nở mà nở mặt coi. Ừ. Dạ. Dạ. Anh xin lỗi em. Mẹ dạy con sao? Con mất dạy quá vậy? Ở đây có người lớn, ba má vợ của con. Có cả ba má. Con phải là xin lỗi ba má vợ con trước. À, bây giờ là con xin lỗi ba. Con xin lỗi má. Con xin lỗi ba. Ờ, giữa con, giữa. Ờ, sau đó. Sao bà ngu quá, bà làm con người ta rồi bà. Hả? Sao cái lúc cần dạy bà không dạy, bà dạy tôi. Chỉ mà tôi với bỏ hợp sang kiếm hợp bích chỉ cho hắn mà. Chỉ cái gì? Ý là vậy đó, xin lỗi hai cha mẹ chứ không có xin lỗi vợ, hiểu không? Dạ, vậy con xin lỗi ba, con xin lỗi má, con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ. Ờ. Anh xin lỗi em. Đó vậy. Mày xin lỗi chính bản thân mày đi. Con xin lỗi con. Đó. Cái thằng này tao nói như vậy mà mày cũng còn xin lỗi mày được cái thứ gì đâu không? Không, cái đó là gia đình ngu từ trên đọt ngu xuống à. Không, anh nói cái đó là sơ, anh nói cái đó là sơ. À, cây đáng mà sinh trớ ngọt là đây nè. À, cho mẹ xí đú mà để đứa con ngon không? Đú gì, tôi đường đường cũng là bạn của phó giáo sư tiến sĩ ngôn ngữ học. Tao đưa con được cái thổi nữa. Con bắt đồ bạn quá không bây giờ. Nên là, không mấy, nữa. Con xin lỗi tía má, con xin lỗi ba má. Em xin lỗi. Lần sau anh không có được vậy nữa. Em biết rồi. Anh không thương em nhưng mà anh cũng phải thương con chứ. Chứ gì nữa. Mày không thương nó, mày cũng phải thương con của nó. Con. Cái gì? Có con à. Nói tôi cái gì? Em nói gì?
Trời ơi, con cấn bầu rồi. Châu trời. Sa la la la. Sa la la em đau mồ. Ôi ôi ôi. Sa la la la. Nó có bầu nào. Vô tình. Vô tình. Tía. Chết mày à. Tao gỡ hàng gì em dữ. Ông thổi cái gì? Ông thổi hả? Ê nè, ông vỗ đít vợ lông nát đít được ông biết. Con mẹ này mới ập qua tưởng cái gối không à. Tôi tưởng gặp con tôi, ngày xưa tôi nựng háng rứa. Thôi thôi bỏ qua, nói chung là nó có bầu rồi. Châu cha rứa rồi, sao mà biết, sao mà con biết con có bầu? Ừ đúng rồi em. Sao con biết con có bầu? Em biết em có bầu. Dạ, rồi mấy nay con thấy người con khó ở, rồi con còn chậm nữa, nên con mua que vậy thử. Mua que? À, hãy mua que vậy ăn thử hèn chi, hầu xóm ta đi ra ngay ngõ ta thấy cái que để đó. Không có cái que đó là cái kem tôi ăn tôi liền đó. Mắc vệ sinh, mắc vàng hoa. Ở nhà quê cũng có vàng hoa chứ. Chẳng có cháu rồi vui đi quê đi. Quê đi, quê đi. Quê quê quê. Quê quê quê. Quê quê quê. Có cháu ấy. Bây giờ ra. Cái gì? Lấy cái đó ra cho tôi. Quá đi. Cho phải con đi lại. Sắp sửa có cháu rồi. Cái gì vậy? Quốc tôi bảo anh xui. Anh xui. Không, hắn không làm đây được. Anh xui. Cái gì? Nhận tôi một lại tạ lỗi nha anh xui. Thôi thôi thôi. Anh cháu rồi mà. Tới sáng này thôi. Anh đừng có lồm rứa. Thôi. Anh đừng có lồm. Trời ơi thôi. Cái nói này anh lại chứ tôi không rồi đó. Sao bà đẩy cái ngã ba vô mặt tôi vậy má? Trời ơi tôi nói thôi đó. Lại thôi mà. Tự nhiên tới sống nhau vậy trời. Bậy bạ không, coi như tôi thay mặt chồng tôi. Cảm ơn chị. Cảm ơn tất cả những gì. Bữa giờ coi như là. Coi như là có cái gì. Thôi. Rồi xong rồi. Ba lần vợ tôi lại xong rồi. Mà đã má cái thay mà. Đã cái thay mình khó khăn mình đừng có quỳ đi. Dạ. Mỗi lần mà đỡ má lên cực lắm á má. Bà chờ bà quỳ được cái họ lại bà xong rồi. Thôi. Chờ đi. Nếu là ngay tất cả mọi chuyện khi có đứa cha là mình bỏ qua hết tất cả. 500 anh em rút về hết. Còn 5 đứa ở đó canh thôi. Anh nói như vậy hoàn toàn hợp lý đó anh xui à. Only you can do make all this world seem right. Tỉnh ngủ luôn à. Vừa tôi với ông có để được không? Không phải. Ông nhìn tôi xa đám á. Nhiều duyên. Bạn đi. Không phải. Bởi vì tự nhiên có cháu cái tự nhiên dạo này tôi nhìn anh tôi hết ghét anh. Cái tôi thấy anh đẹp lạ luôn anh xui. Tự nhiên sao tự nhiên mà từ khi mà nó báo là nó có con cái tôi giờ mà anh. Tôi có cảm giác như là tôi phải mang ơn anh vì anh đã đẻ ra. Rồi cho tôi một con dâu đẹp rồi nó sẽ đẻ cho tôi một thằng cháu xinh. Cái tự nhiên tôi thấy anh nhìn anh giống như là soái ca vậy đó. Ơ cô cười như chúa con. Ừ nhìn anh giống như là cái nét mà cái nét của Italy đó là cái nét Hàn Quốc đó. Tôi tội lô Italy mà Hàn Quốc sớm làm cái trò gì không biết nữa đi đâu mà. Thôi được rồi, thấy đẹp trai quá bây giờ quan trọng là đi. Thôi thì sáng nay tôi nuối luôn. Ừ. Có cái chuyện đi là mình nuối luôn cho rồi. Thôi thì trừ con tôi là hắn có mon rồi. Ừ. Thôi thì ông bà mình có cao đi. Con sao thì về nhà mò A, con rò A về nhà chồng. Thì thôi bữa nay từ nay trở đi là hắn ở đây luôn. Cho tới khi hắn đẻ. Đó, tôi không cho về Sài Gòn nữa. Ủa đâu được. Phải về Sài Gòn chứ. Tôi thề với anh, chuyến này về Sài Gòn, tôi sẽ thuê 4 người giúp việc. Chu cha. Ủa tại sao vậy? Đợi tôi xíu thôi. Wow, phỏng nè, phỏng nè. Ủa tôi bình thường nó nóng quá nó phỏng à. Gì? Hồi xưa con nhỏ sinh một đứa, người ở bà không cho, bà chữ lên chữ xuống. Bây giờ bà kêu một lần 4 người là làm cái gì? Lúc đó con dâu mình chưa có chữa, bây giờ nhỏ có chữa rồi. 4 người,
Người thứ nhất, nếu con mình đói bụng thì dâng tới miệng. Người thứ hai, nếu con mình vừa bước ra đường là có dù che. Người thứ ba, nếu con mình mệt mỏi là có người mát xa. Người thứ tư, nếu con mình vừa bước xuống giường thì có xe đẩy vô tới tận giường đưa nó đi ra ngoài đường. Chị xui. Dạ. Chị trù con tôi liệt hả? Ủa nó có chữa, nó có quyền liệt. Đây nè, tôi nói cho chị biết nha, không phải là chị muốn lồm chị lồm nha. Chị trù con tôi liệt là không được nha. Anh hiểu lầm rồi, ý con vợ tôi thương nó có nghĩa là không cho nó đụng tay đụng chân. Đúng rồi. Thương, nhưng có mòn thì có mòn nhưng vẫn phải vận động. Đâu thì vận động cái gì đâu mà đi đang yêu thương nhau. Tại tôi thương nó quá mà. Yêu thương nhau đang yêu thương nhau. Không thì bây giờ đó, đâu, bây giờ vậy, đâu bây giờ là con á, bây giờ là con ruột của anh chị. Thì bây giờ cái thời gian nó dưỡng thai thôi cho cháu ở với anh chị tôi cũng đồng ý. Đúng rồi. Bà cũng phải biết điều chút xíu. Nhưng mà tôi ý kiến như vậy. Tới khi mà cháu con dâu tôi nó lâm bồn, khi mà cháu nội tôi nó ra đời thì tôi xin anh Pha cho nó lên trên đỉnh. Nó phải chào đón cuộc đời mới nó bằng những trang thiết bị hiện đại của đúng Sài rồi. Gòn anh sao? Ở dưới này không có đủ điều kiện sanh đẻ. Đúng, mệt nó lắm. Phải đẻ ở trên. Thôi dẹp. Anh cái nghe là cái chuyện tôi... đó là cái chuyện tồi lô. Anh đây ở ngày xưa trong thiết bị không có đây, bỏ dân đẻ ra đây. Cái rúng ngày xưa còn đập cái chén cát mà. Anh đẻ nó ra nên nó làm việc nhà đâu có được, anh thấy không? À. Anh phải tin tôi, anh đẻ trên đó đi. Anh nghe lời tôi đi rồi thầy tháng tôi làm lớn cho. Tôi đãi đầy tháng cháu tôi lớn. Rồi tôi đón tiếp anh chị nồng hậu lắm. Anh chị từ dưới quê lên là vừa tới ngay cảng là tôi cho nguyên một chiếc xe rồng ra đón anh chị liền. Anh chị nằm xá lai ngay cái xe rồng. Cái xe rồng đi nguyên một đường qua Nguyễn Huệ. Đi tới đâu ta rải gạo muối tới đó. Là anh chị là nằm là, ai cũng biết là có cháu. Anh vui à? Đỡ như thế là xưa rồi. Đỡ như đó là xưa, nam xô là xưa rồi. Chứ sao? Nè, đây, anh cứ để đây. Không, tôi đãi năm sao chứ không có năm xô. Ai mà để cái xô, đãi ăn gì? Nam xô. Thì đó, ai là mà đãi năm sao đó, cái tiếng của anh. Ao, sờ ao xô đó. Nam xô. Để tôi ráng tôi hiểu cái tiếng của ông. Ông viết ngộ quá. Bây giờ tôi nói đây, đỡ dưới đây, đỡ ở đây, không đi đâu hết. Tôi mướn một chiếc xà lon đó, ngồi trên nó đỡ ban đêm, muốn nhìn bao nhiêu xô ở trên trời cũng có. Cái gì? Còn anh chị cứ về tới ngay đầu lon là tôi cho một đội ra đón. Không đón bằng xe rồng mà đón bằng kiệu. Đó, ở trên kiệu nó cũng có rồng. Một đội mười hoa thàng mặc áo đỏ có người gõ. Anh chị muốn một cái là một giòn kèn lên thổi liền. Đó, rước đi, đó, đi tới chỗ mô thì đi. Ủa ông diễn tả đầy tháng cháu tôi không diễn tả đám ma của hai đứa già này không? Chứ mắc mớ chi anh đón tôi bằng xe rồng rồi anh rửa gỗ muối. Ủa cái xe tôi dán con rồng lên cho mắc gì ông chửi tôi? Rước cái kiệu tôi dán con rồng mắc mớ cho ông chửi tôi. Bây giờ trong cuộc kiếm chuyện này giờ ơi. Ủa bây giờ cái vậy nè. Thôi 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 quay. Mẹ hở cái thổi à. Ở nhà cho gì hết rồi. Ăn uống người ta không có ăn uống gây lộn. Dạ, cho con có ý kiến được không? Nói đi con. Dạ, bây giờ con tính vậy nha. Mình đãi hai xô đi. Một ngày á mình đãi trên Sài Gòn, một ngày thứ hai mình đãi dưới quê mình. Vậy đi. Cháu nội tao mới đầy tháng mà bắt nó chạy xô như nghệ sĩ á mày. Hả? Không được đâu, đem đi gió má không được. Dạ, thôi tía má bình tĩnh. Con có yên vậy, khỏe lắm. Hôm ấy là một nhà đãi đầy tháng, một nhà đãi thôi nôi. Vậy đi hen. Đó, dạ. Thấy chưa? Con. Thôi gì đó, cũng được không đi. Không cần phải quen với phó giáo sư tiến sĩ vậy. Mà đẻ ra con thông minh cực kỳ. Thôi gì cũng được, vậy cũng được. À được đó con dâu. Thôi thà như thế, thà rằng như thế. Thôi mình tôi là tôi dành thôi nôi đó. Ông dành thôi nôi. Thế quên tôi dành đầy tháng à. Thôi được rồi, bây giờ đầy tháng anh đỡ, thôi nôi tôi đỡ. Rồi vậy đi. Rồi bây giờ từ tới giờ mà đặt tay. Đặt tên đi. Bây giờ chưa biết con gứa. Cái này mới quan trọng nè. Ý kiến nữa à? Tôi đường đường cũng là bạn của phó giáo sư tiến sĩ bảo vệ ngôn ngữ học. Tại vì văn chương tôi rành nên anh thôi anh cho tôi xin cái phép cái phần này. Rồi thôi anh nói đi. Dạ thưa anh chị Xui. Số là cháu tôi nó ra đời thì nó phải có một cái tên để theo nó suốt cuộc đời. Để cho cuộc đời nó nở mày nở mặt với người ta. Chính xác. Ông bà già cha đã dạy. Bà nội cha tôi đã dạy rõ ràng. Đó bà nội cho mới dạ rồi. Bà nội cho mới bà nói cho gì kỳ vậy? Hả? Thì là tổ tiên tôi dạy đó, là bà nội cha tôi dạy đó. Đó bà nội cha mày đó. Sao ông nói như ông chửi tôi vậy?
Tôi nói cho bình thường sao qua cái miệng ông nhông chữ tôi vậy? Đâu có, tại nói là bà nội cho mi. Ông nói cái khác coi, ông nói đi nghe như chữ à. Thôi nói chân mà nói gần gần thôi. Nói gần đi mới thế. Nói là bà mẹ ông này chỉ ông đó. Cái này mới giống chữ nè, cái này mới giống chữ hơn. Ừ, biểu khơi ra chi. Tôi để tôi tự tôi nói đi. À, nói đi. Ông bà già cha ta đã có dạy, nhân chi sơ tính bổn thiện. Dạ. Là con người đẻ ra như cái sơ mít, trắng nõn không biết gì hết, đúng không? Không, ngồi xuống đây. Thôi, trắng nõn là trắng nõn là quê âm thôi, chứ quê tôi mà sơ mít mà trắng nõn là trộn là xúc bánh tròn. Thôi bỏ đi, tôi giờ mặt anh là tôi biết đâu sai rồi. Nhưng mà quan trọng là gì? Có người mà bước ra đời làm ăn là nhân lễ nghĩa trí tín. Hay quá. Ê, nhân nó đứng đầu. Như vậy thì tôi nghĩ là cháu tôi nên, nếu mà nó là con trai thì nó tên là Nhân. Nha, là cả cuộc đời nó sẽ ngon lành. Mà mình nói ra cái tên mà phải giải nghĩa được nha anh, chứ không thôi họ nói mình ngu à. Nhân là gì? Nhân là cục nhân. Có nghĩa là khi mình đặt cái bánh bao, cái cục nhân là cái quan trọng nhất. Nghe không? Mình ăn mình lột cái vỏ ra, rồi mình để cái cục nhân mình nhai, rồi mình nuốt liền cái cục nhân. Đây tôi xóng một tơ không còn cái rang húp chú. Để đứa chá ra chưa thấy, để cho người ta lẫm luôn. Giữa tích chi mà tô lô. Nhân ở đây là người. Chữ nhân nó có đúng hơ giáo thôi. Nghe. Đây là theo cái chữ xưa của ông bà mình, chữ nhân nó có hơ cái giáo đi thôi. Nè giáo nhân nè, nhân là vậy nè. Nhân đó là trong toán hạt. Còn nhân đây là có hơ chữ đi thôi, hơ cái giáo đi thôi, nhưng rất là khó. Ủa sao tôi là... là một con người hoàn hổ là khó vô cùng. Sao tôi là bạn của phó giáo sư tiến sĩ mà tôi không biết... Thôi ông học lộn rồi đó. Rồi thôi coi như là theo lý giải của anh đi. Thôi. Nhưng mà nói tên là nhân là được. Nhân hay đúng không? Ta nhân là hay. Nhân được. Tôi là coi như là Nguyễn Gia Quyền. Dạ. Tôi có Quyền. Thằng con tôi là Nguyễn Gia Bảo. Bảo. Dạ. Là nó có của. Thì cháu tôi là Nguyễn Gia Nhân. Dạ. Trời luôn. Ơ mà đẻ con rồi cho đi ở. Đi ở là sao? Gia Nhân là người ở, không biết à? Không có phim à? Dạ. Là sao phim gì? Không hiểu. Chỉ cần đơn giản. Gia Nhân đâu? Gia Nhân đâu? Dạ. Đó. Ê cha Gia Nhân là người ở. Xin lỗi. Thôi vậy thêm chữ y ngắn vô đi thành giai nhân là người đẹp. Ừ. Mày quá, đang tính là tính con trai mà. À, con trai. Nhân. Thôi bây giờ vậy thôi, Nguyễn Nhân hai chữ đi cho nó lẹ. Nè. Hả? Phải có họ của tôi nha. Lúc đẻ thằng con ra không cho cái họ nó vô là tôi mệt rồi. À, con họ bà. Cháu tôi phải có họ tôi. Rồi con vợ tôi họ Phạm. Rồi thôi Nguyễn Phạm Nhân. Ừ. Tôi điên mà. Kỳ quá. Mới đẻ ra cho nó ở tù liền đó nè. Sao nghe tên căng như bà? Bỏ cái... Bọn có phó giáo sư tiến sĩ đó. Bây giờ cái họ là không đổi được rồi. Cái cấn là cấn cái tên anh. Cái tên tù lô lên cái tên gì được đâu. Thôi mình bỏ cái tên chứ không lẽ đổi cái họ của tôi thì kỳ. Thôi vợ chồng tôi thì thích bên Tây. Mà thích nhất là nước Pháp. Tôi đặt đi Nguyễn Phạm Pháp cũng được. Nữa. Đường gia đình cái có xu hướng ra tòa không à? Trời ơi. Đường nào cũng dính tù. Có xu hướng ở tù. Sao anh cứ nói về hoài à? Sao cháu nội tôi không ra khỏi vòng lao lý ta? Đây anh chị hay đặt đi. Đó, để bà tôi có ý kiến, bà nhà tôi có ý kiến. Bây giờ đặt nó tên thằng Dông. Dông là sao? Tên gì? Rang nữa. Ủa ba tên Bảo mà mắc. Bảo Dông. Chị ơi. Vợ anh. Đây là bà xui của bạn của phó giáo sư tiến sĩ. Xin lỗi mình, anh không cứu mình được. Chị ơi chị, mình nói ra là nói cho trúng chứ thôi ta cười mình. Chỉ có thời gian thì chị mới đi đọc sách chứ chị ăn không là cái bề quằn chị dài rồi. Ê, đó rồi. Thổi chứ gì, định thổi chứ gì, hiểu mà. Ý là hiểu không, mình nói ra mình phải nói trúng chị. Con tôi nó là tên Bảo, là bảo vật, là dấu hỏi. Còn chị nói là bảo lục, là dấu ngã. Đúng không? Tự nhiên đúng ta rồi. Tên bảo rồi, cái chị đặt tên là dông. Dông này là gì? Dông là dông hồn. Đó. Kì bà. Trời ơi. Bọn con phó giáo sư tiến sĩ đó. Cái giang hồng á. Hầu người ta kêu là vam. Vờ. O, ngờ am, vờ, am, vam.
Còn cái dâm mà vợ tôi nuôi ở đây á, là giờ ông dâm. Giờ nào? Giờ đờ, giờ đi hả? Giờ gì đó? Sai luôn. Chết mẹ sơ nữa à. Hai ông sai đều. Ơi là trời, ông á, ông nói nhiều, ông sai nhiều. Tôi nhân danh là vợ của ông cha này, là bạn của phó tiến sĩ giáo sử. Phó giáo sư tiến sĩ. Phó giáo sư tiến sĩ. Cả phó giáo sư tiến sĩ. Trời ơi, hai ông làm tôi rối. Phó tiến gì cãi ông đây. Cãi ông đây tôi mệt quá. Nói chung là dòng này á là di, di dài nè đó. Nghe chưa, cái dòng này là di, di chứ không phải là chi giờ. Di, o, o nghe, anh NG là dòng. Dòng ở nơi là có chữ ô đàng hoàng mà, đâu chứ ông. Ê, chính ra vậy là ông bà nó sai hết luôn á, thiệt á. Mình sai hết. Sao tôi lo cho tương lai cháu tôi không? Bây giờ tôi nói nghe, bây giờ bà muốn bà đặt tên đi. Giờ cho tôi xin đặt tên nữa rồi. Tên khớt đi, tên khớt, tên khớt. Đặt tên Bình. À, Bình hay. Bình cũng ý, được. Không. Bình là đó, tên Bình được, như thế Bình công chúa là được tên đó. Tên Bình là tên con gái hả mẹ? Không. Nguyễn Thị Bằng Lăng Hoa Tím Lục Bình Trôi nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều. Trời ơi, cái tên ngắn dữ. Đúng lạ bà. Cái hộ khảo nó có hơ tờ thôi. Ghi cái tên cháu ngụa bà vô là hết một tờ rưỡi rồi. Đặt cái tên kia mà giờ như cái xe lửa đó. Nghe bà đặt cái tên cho con cháu nội không biết đường làm phù hiệu luôn. Cái phù hiệu có bài lớn điền hết cái tên nó phải đeo cái băng rôn dài tới đây nè. Thôi thôi anh đang ngồi đây. Vợ tôi cũng vì mê chá mà rứa thôi. Bây giờ tôi nói anh nghe, cái tên hắn ảnh hưởng cả cuộc đời. Mình á, tôi thì tôi không hạt nhiều, nhưng về phong thủy là tôi có hạt. Là phong thủy phải không? Về kinh dịch tôi có hạt. Rồi. Đặt tên con ừ. Là phải thuộc con chi nè, hành nè, có thử hành, ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nè. Nam đi con chi nè, à, hành chi nè. Để mình đạt cho hắn, để sau này hắn lớn lên, hắn có cuộc sống sung túc hơn. Đó, anh hiểu không? Đó. Thì cũng chưa hiểu lắm đâu. Ví dụ như nam đi là chuẩn bị nam chi nè. Đa trừ nó có chữ này, sang nam là hắn đẻ nè. Tuất, tuất, tuất. Đó, là canh tuất. Tức là sang nam là canh. Đó, mà thuộc hành là hành mộc. Đó, đúng không nè? Thuộc hành mộc này, thì cái chi sinh mộc này, thủy sinh mộc. Đó. Mà con này là thôi anh làm lại rồi lại này nó hơi rối này kia này hơi rối quá đây không có rối chi sang nam là canh tuất này nghe tuất canh nam mậu mậu à sang nam là mậu tuất này mậu tuất nhưng mà nam á là hành mộc đó nè là đây là mậu này ở đầu mậu này đó mậu tuất này hành mộc này thủy sinh mộc này đó đạt là tây nếu con gứa đạt Nguyễn thì chó đó ấy. Trời ơi, nói cho dữ. Trời ơi. Bà mày diễn giải như phong thủy gia, cái nói cái ra như chợ búa hả? Chó. Hết chuyện đặt cháu tôi Nguyễn thì chó. Con gái một ngày hả? Nào đó lỡ cháu tôi nó đẹp đẽ, nó đi thi hoa hậu mà nó lỡ nó có đắc cử đi. Cái ngày mà nó đang quan thằng MC sẽ bước ra nói dạ thưa quý vị hãy hướng mắt về sân khấu dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho đứa kim hoa hậu Nguyễn thì chó. Sau đêm đang quan nó bước ra đường ta sẽ nói là y cũng chó hoa hậu nè. Rồi nó đi học như thế nào, nó đi học cô nó sẽ kêu ê chó lên trả bài con. Nhưng rồi mà chó chưa rồi còn cái ngày nó chết, cái ngày nó qua đời cái tên nó vẫn chưa theo nữa, cái ngày nó vừa qua đời nó vừa nhắm mắt trăm tuổi cái là ê bà chó chết nè. Một cái tên mà theo cả cuộc đời không ăn nữa, không siêu thoát. Ôi cái con chó chết. Bà chó chết không siêu thoát con chó chết. Trời nhưng ơi. Mà làm gì làm. Trời ơi. Con chó là cái con trung thành thế thôi. Ủa ông muốn cháu tôi làm người ở gì mà trung thành? Trung thành. Nè, tôi đã quyết định rồi. Đặt theo của tôi đi. Không,
Đạt thấy tên tôi. Ông đừng có mắc cười quá, ông tôi nghĩ sao cháu tên chó. Rồi đúng rồi, con gái tên chó kìa mà con trai tên chó cũng kìa. Ông riết cái kiếm chuyện là ngang ngược à. Kiếm chuyện gì? Thấy ta nhường người cái ngang ngược à. Ngươi ngon người cái chân ngon ngược. Nè nè bây giờ sao giờ kiếm chuyện phải không? Ủa hát cháu ngựa tôi. Cháu nội ông nhưng mà cháu ngựa tôi. Cái cháu ngoại gì? Cháu ngoại gì? Mà cháu ngoại gì? Mà cháu ngoại gì? Cháu ngoại đích tôn. Bà ơi, cháu nội đích tôn. Cuộc đời tôi mới nghe lần đầu tiên có cái cụm từ cháu ngoại đích tôn. Ủa thì không có con trưa, không có con trưa con như cháu ngủ đích tôn. Bây giờ gây lộn không? Kiếm chuyện hả? Bây giờ làm sao? Bây giờ ra. Bây giờ muốn gì? Tía má. Thì thổi đây mười thổi mười thằng tôi quánh lộn. Mày là bà tôi đi. Thôi giang hồ hả? Bụng miệng ba con lại. Rồi anh Xuân muốn nói gì nói đi. Nói đi con. Dạ. Tía má, con thấy lúc con chưa có thai á thì nhà mình vẫn gây lộn. Bây giờ con có thai rồi con tưởng là đầm ấm vui vẻ vẫn gây lộn. Bây giờ con của con. Con nhờ người khác. Im lại vậy cháu nữa. Bây giờ con của con. Con muốn quyết định vậy. Ừ, vậy. Con muốn ly dị. Thầm ơi mà đặt tên con là dị. Cháu nó ra được cái trong ngõ Nguyễn ly dị nghe kỳ lắm con. Được. Không. Không phải. Vợ con muốn ly dị con đó. Thì đó. Ơi, xin kính chào quý vị. Mời quý vị tới với quán lẩu mắm duyên phận của tôi. Một món ăn đặc sản của miền Nam Bộ. Ăn lẩu mắm, quý vị sẽ thưởng thức được vị ngọt của nước lèo. Mà nước lèo ngọt là do đâu? Đó là do sự kết hợp của hai loại mắm, mắm cá sặc và mắm cá linh. Mà tại sao phải kết hợp hai loại mắm đó? Là tại vì nếu ta nấu bằng cá sặc không thì nước sẽ bị đắng, còn nấu bằng mắm cá linh không thì nước không đủ ngọt. Do đó chúng ta phải kết hợp hai loại mắm đó lại. Và đặc biệt nha, cho một chút xíu nước dừa tươi vô nữa, ngọt cực kỳ. Đã vậy còn kết hợp thêm với vị thơm ngon tươi sống của tôm nè, mực nè, cá bông lau nè. Ăn kèm với các loại rau đặc trưng của miền sông nước Nam Bộ như là bông điên điển nè, kèo nèo nè, rau đắng nè. Trời ơi, tôi nói không ăn lẩu mắm là chết nửa cuộc đời. Tới với lẩu mắm duyên phận của tôi, người cô đơn sẽ có đôi. Người chưa vợ chưa chồng sẽ nên vợ nên chồng. Và vợ chồng gây gỗ sẽ mau chóng thuận hòa. Đã xin mời quý vị đến với lẩu mắm duyên phận. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn bầy em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhỏ học nhằn. Chưa bao giờ bà cho tôi yên giây phút nào hết rồi. Mình. Cái gì? Trời ơi, mình đi đâu từ sáng giờ kiếm mình muốn chết luôn vậy đó. Trời ơi, sáng nào cũng vậy, sáng nào tôi đi chợ chứ đi kiếm gì? Phải đi chợ không? Hay đi là chợ. Đi kiếm con nào? Kiếm con nào, có con nào đâu mà kiếm. Ồ, hay lắm nha. Đi kiếm mà không có mới về đó phải không? Trời ơi, tối ngày ghen với bồ cũ tôi nói thiệt, tôi biết nó ở đâu tôi cũng kiếm mà. Thấy chưa rõ ràng đi kiếm mà còn chối nữa. Trời hả? Mệt quá, giỡn. Mệt cái gì? Giỡn chơi cho vui. Đi chợ về nè, lo vô làm đồ ăn đi, lát mở cửa hàng rồi bán cho khách. Thì đi vô, đi vô lẹ lên. Lẩu ở nhà không ăn mà đi ăn lẩu ngoài đường không à. Bực mình à, đi đâu vậy? Ủa cái cửa nhà tôi đâu rồi? Đây nè, cái cửa đây nè, vô đây nè. Đó, vô đi rồi buôn bán với người ta. Rồi mở cửa ra đi, chứ giờ này còn mở cửa gì nữa. Bà kêu ra lẹ lẹ, mở cửa lẹ lẹ coi. Đó. Ý. Ủa ai đây? Ủa? Trời đất ơi. Ủa chưa mở cửa hàng mà mình ra ngồi đây vậy? Quán vô. Tôi chưa có mở cửa mà sao ở đâu mà cậu chui vô đây vậy? Con vô từ tối hôm qua rồi. Trời ơi. Trời ơi. Sao tối hôm qua giờ ông dọn dẹp rồi ghen nội quán mà ông không thấy nó ngồi đây sao? Tối hôm qua tôi quét dọn đây có thấy mày ngồi đây đâu. Chắc trong toilet á. Hả? Ở trong toilet hả? Vậy sao tôi cô ở trong toilet mà tôi không thấy cậu? Cô trong nữ, con trong nam. Ha. Hèn chi tôi ngồi bên đây mà tôi nghe đẹp bô quá trời. Tôi nghĩ chồng tôi ăn bậy bắn pháo bông. Thì ra bởi tại ông đó thấy chưa. Trời đất ơi. Tự nhiên
rồi chui vô đây ngồi rồi lỡ rồi mất đồ mất đạt trong đây sao hả? Con mất đồ gì đâu. Nè con mất có lấy gì đâu. Quen mà, khách quen không sao. Cho con chai rượu đi. Vô đông rượu cho nó, lấy cái bình rượu đông cho nó. Hết rượu rồi. Trời đất ơi, cái bình rượu gần 20 lít mày uống gì dữ vậy? Uống hết trong đêm rồi. Trời đất ơi, uống rượu hết rồi lấy gì uống ta? Bây giờ kêu đi mua đó. Thôi, hết rượu rồi, không có bán nữa. À, còn ông ơi. Gì? Còn cái chai rượu của ông á, tôi ngâm á, một trái chuối hột á. Trời ơi, cái đó của tôi. Của ông, kệ đi, giờ không có rồi, đưa người ta uống đỡ đi. Cho con uống đi. Rồi, được rồi, đợi tôi chút xíu nha, tôi vô tôi lấy rượu. Trời ơi, cái bà này. Sáu vui quá ha. Bà vậy đó, tưng tửng. Hồi đó chồng cũ á, quánh riết mà bây giờ cái đầu vậy luôn á, tưng tửng vậy đó. Không ăn một cái, vậy chứ tốt lắm. Nghe hả? Ừ. Ủa sao mặt buồn hiu à? Có chuyện buồn mà cho nên con phải buồn thôi. À hiểu rồi. Tao nhìn cái mặt mày là tao biết rồi. Gây lộn với vợ phải không? Sao ông Sáu biết hay vậy? Trời ơi, tao chủ quán này kinh nghiệm quá trời luôn. Chứng kiến bao nhiêu vụ giống chú em mày rồi ha. Nhưng mà không sao. Tới đây uống rượu quán này á, tinh thần thư giãn, quên hết mọi chuyện nha. Rồi đợi bà đem rượu ra cho uống vào đó. Ở nguyên đêm chưa thấy quên hết mọi chuyện. Mà sao tên là tên quán là Duyên Phận vậy? À thì thôi để chú nói mình nghe. Chuyện đó, nó là vậy nè. Hồi đó đó, chú ở miền ngoài, rồi phiêu bạc tới cái miền đất này, rồi quý mến cái miền đất này, rồi ở đây luôn. Hồi đó đó, ở đây có một cô gái tên là Duyên, có cái quán lẩu mắm nho nhỏ ở đây nè. Mà ở ngoài đó vô chú đâu có biết ăn mắm đâu. Vậy đó, ăn riết một hồi cũng quen, rồi ghiền mắm, rồi ghiền cô chủ luôn. Cổ dễ thương lắm. Mà biết sao không, Sáu nghĩ phận Sáu á bọt bèo lắm, đâu có dám tỏ tình với cổ. Rồi một ngày kia có người mai mối cô cho một người ở phương xa. Ngày cổ lên xe qua đó là ngày buồn nhất đời Sáu đó con. Vậy là cô đó cổ lấy chồng Việt Kiều hả? Đúng, cổ lấy chồng Việt Kiều. Vậy còn Sáu là sao? Thì Sáu là bà Sáu. Có nghĩa là Sáu là sao á? Thì đúng rồi, Sáu là vợ Sáu. À, là Sáu là vợ Sáu hả? Đúng rồi. À, bà đó hồi xưa đó là đào hát, đi theo đoàn, rồi mê ông Kép Chính. Lấy về rồi ổng phụ bạc đánh đập. Sáu mới thấy thương quá, chấp nối để cho an ủi tuổi già. Nói thiệt chứ nhiều lúc nghĩ lại á, Sáu thấy mình hèn quá, không dám thổ lộ tình cảm của mình, để bây giờ phải ôm mối hận tình. Bởi vì ở trên đời này gặp nhau là cái duyên, đến được với nhau hay không là cái phận. Mà người nào vừa có duyên có phận á là quý lắm. Ráng giữ lấy nha con. Rượu đây, rượu đây, rượu đây, rượu đây, rượu đây, đại huynh, rượu đây. Trời ơi, đại huynh, đại huynh hãy uống đi, rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương vị, xin kính cẩn trao tay mời tri kỷ, mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn tâm tình. Rượu lạc tràng nguyên để xin chỉ uống một mình, không dám làm bẩn mối nghĩa ký, bao nhiêu ân tình xin gửi trọn vào đây. Cởi áo mão cơ hàng để ngữ gửi cho quân hầu cần, mặc áo cơ hàng để mời bạn tương tri, dây rú tương phùng để huynh hãy uống đi, uống rượu hôm nay để mừng ngày tri kỷ. Hay
hay quá sao ơi. Rồi đưa rượu. Nói gì thêm nữa, định mệnh nhân đôi, mỗi đứa mỗi nơi, mỗi người một ngã đường. Bà đi đường tuổi bước, bà đã theo chồng quên kỷ niệm ngày xưa. Vô bão nắng mưa lòng người thay đổi hoàn cảnh, hôm nay ai làm nên tội mà khổ đau nè điên chị mình tôi. Bà đã có đôi giày vui duyên mới để tôi ôm sầu ôm nỗi sầu cô đơn. Hay quá dữ. Quá hay quá hay. Không, để tôi uống đi rồi tôi hát nữa. Không, đi vô cho cậu uống tự nhiên. Nữa mà. Biên cương lá rơi thu hà em ơi. Đường về mệt mù anh không đến nơi. Mây nước buồn cơn lửa binh. Hết cái chuyện tâm tình. Khóc tan riêng em một mình. Sao mắc hát vậy? Trời ơi. Đi vô. Chút xíu tôi hát nữa nha, tôi hát nữa. Thôi, ngồi uống đi, tôi vô tôi nấu cái lẩu mắm cho cậu nha. Mệt cái bà này ghê vậy đó. Ôi, chán quá. Rượu uống càng lúc càng nhạt là sao ta? Trời ơi! Anh Bảo! Trời ơi, nhìn em mà anh tỉnh rượu luôn á. Khoan, chờ em xíu. Làm gì vậy? Em sửa soạn lại cái này để hồi bị la sao? Đây anh cho gió đẹp nè, đó, trả lại chỗ cũ. Anh Bảo anh nhớ em không? Trời, sao em chui vô được chỗ đó rồi vô đây hồi nào? Anh ngồi đây nguyên ngày. Anh ở đây hồi nào? Tối hôm qua. Em tối hôm kia. Trời. Em biết thế nào anh cũng tới đây ăn lẩu à, cho nên em phục kích ở đây em chờ anh rồi đó, 2 ngày 2 đêm rồi đó trời. Hôm bữa hẹn người ta ăn lẩu không chịu tới, ở đây chờ rồi đó. Trời, em lầy gì luôn á hả? Trời, không lầy đâu phải em anh. Rồi lỡ anh không tới đây thì sao? Chết thôi. Chết trong nồi lẩu. Trời. Anh Bảo nhớ anh quá à. Thì sao vậy? Sao ngồi ở đây vậy? Có chuyện gì buồn hả? Nói em nghe đi. Buồn. Chuyện gì buồn? Nói em đi, em chia sẻ cho. Anh với ý ly dị rồi. Hả? Anh nói sao? Anh với ý ly dị rồi. Anh với ý? Hai người đã ly dị rồi. Yes. Em bị vô duyên hả? Hả? Tự nhiên cái vợ chồng người ta ly dị cái em ghét là sao? Sao em vui vậy? Đâu có. Em vô duyên quá vậy? Em đang buồn đó. Đi. Rồi. Gì vậy? Thì đuổi tôi từ cái bển tôi qua đây, tôi đi qua đây tôi ngồi rồi. Tôi ngồi đây tôi nhìn cho bỏ ghét á, làm gì tôi? Muốn ngồi rồi. Chủ quá. Cho chai rượu. Có liền. Hết rượu rồi phải không? Sao biết? Chà, cái gì mà không biết. Tôi ở đây lâu rồi. Ủa nói vậy ở đây khuya hôm qua với thằng này luôn hả? Chà, khuya hôm trước nữa. Trời, rồi mày trốn ở đâu? Trong cái chỗ ông nấu lẩu đó. Trời đất ơi, mày trốn trong cái chỗ nấu lẩu này hả? Ờ. Bà nội nó ngồi dập rau tôi hết rồi bán cho ai ăn đây không biết. Tao vô tao kiểm đồ nghe, còn thiếu cái gì nữa tao ra tính tiền mày nghe chưa? Đi về đi, con gái muốn rượu. Mắc mớ gì tới mấy người? Đuổi tôi rồi, quan tâm tôi làm cái gì? Tôi ngồi đây nè, tôi uống cho bỏ ghét đó, làm gì tôi? Rượu, uống rượu người vô xỉn. Người yêu cũ thôi mà. Chà. Rượu vô xỉn rồi phá người ta. Quậy phá. Rồi sao? Em làm cái gì à? Quà. Em làm cái gì à? Tao đang nóng lắm. Mày muốn gì? Tao đang nóng lắm, mày đừng làm tao nguội nha. Bây giờ sao? Mày muốn gì? Tại sao mày đối xử với ý như vậy? Tao thích đối xử với ý như vậy đó. Mày thích hả mày? Tại sao mày đối xử với ý như vậy? Hả? Ngày xưa lúc mày quen ý, mày cua ý, tao chấp nhận. Tới khi mày lấy ý, tao còn lên tặng bơm cho gia đình mày mà. Tao chấp nhận luôn. Nhưng tại sao mày đối xử với ý như vậy?
tại sao mày làm cho Ý khổ hả? Chứ bây giờ mày muốn tao phải làm sao? Mày điên à? Cái chuyện làm cho vợ mày sung sướng mày phải hỏi tao hả? Bây giờ tao ở không tao dạy mày cách làm cho vợ mày sướng à? Mày phải có suy nghĩ chứ. Cái đầu mày đâu? Hả? Đầu mày đâu? Ba mày bạn phó giáo sư tiến sĩ mà. Làm cho vợ mình sướng mà không biết cách làm. Tao biết rồi. Vậy thì về làm đi. Ngu. Không cần anh nữa. Làm như ngon lắm vậy á. Anh trai. Nhìn quay dễ sợ luôn anh trai. Ủa bị gì vậy? Bị gì vậy? Nãy thấy ngon lành lắm à. Tôi bị tụt đường á. Có gì ngọt ngọt cho tôi à? Có, đi qua đây. Trời ơi, lần đầu tiên tôi dám quýnh lộn đó. Tôi vọng vô mặt nó xong tôi sợ gần chết luôn à. Ngồi đi. Tôi sợ nó quánh lại tôi. Trời ơi. Kiếm gì ngọt ngọt cho tôi uống rồi chứ tôi bị hạ đường huyết rồi. Ngọt ngọt hả? À. Trái cây à? Ờ, nước trái cây cũng được. Ừ. Này rượu à? Rượu chuối hộp á, chuối hộp chuối nó ngâm vô thành rượu trái cây. Trời ơi sao đàn bạn gái mà uống rượu tôi không có thích đâu nghe. Buồn lắm anh ơi. Ủa có chuyện buồn hả? Buồn lắm anh ơi. Thôi sẵn dịp ngồi đây có cái duyên nói chuyện rồi, mình nói chuyện với nhau đi. Sẵn tiện là tụi mình là bạn nhậu với nhau là tôi giờ chia sẻ với anh luôn nha. À. Kể anh nghe buồn lắm. Tôi với lại anh Bảo hồi xưa hai người yêu nhau. Tôi biết bữa có phá đám cưới tôi biết mà. Phá đâu, bữa xỉn thôi. Hai người yêu nhau tự nhiên cái anh Bảo anh có vợ là trở thành người yêu mới của anh Bảo đó. À. Tự nhiên vô tình tôi trở thành người yêu cũ. Rồi. Thì người yêu mới của anh Bảo là có một người yêu cũ nữa. À. Mà nghe nói người yêu cũ, người yêu mới của người yêu cũ tôi là yêu nhau dữ lắm. Mà tôi lần đầu tiên tôi gặp người yêu mới của người yêu cũ tôi thấy gì nó là lạ rồi. Mà lúc đó tôi chưa có suy nghĩ, tôi chưa hình dung ra được, hiểu không? Lúc đó là mình cũng xỉn, mình không tỉnh táo. Nhưng mà lần thứ hai tôi gặp người yêu cũ của người yêu mới của người yêu cũ của tôi á, thì tôi mới phát hiện ra như định mệnh anh ơi. Buồn lắm anh ơi. Từ cái chỗ định mệnh tới cái chỗ buồn là tôi hiểu nè. Từ cái chỗ định mệnh là về trước là tôi không hiểu một chữ luôn á. Mình là mình chưa hiểu nhau rồi, vô một cái nữa hiểu nhau nè. Vô. Nhiều khi mình... Đàn ông tôi uống. Đúng rồi. Có cần người uống không? Thôi rồi, gọi đi. Tôi uống được. Bây giờ tôi kể lại anh nghe nha. Rồi. Tôi có người yêu là anh Bảo. Rồi. Hai đứa yêu nhau đúng không? Rồi. Xong rồi tự nhiên ảnh có người yêu mới, anh chia tay tôi thành người yêu cũ. Rồi. Mà người yêu mới của người yêu cũ tôi có một người yêu nữa, chia tay luôn cũng là người yêu cũ của người yêu mới, người yêu cũ tôi. Thằng kia tôi uống miếng nữa. Buồn lắm anh ơi. Rồi tiếp này. Rồi người yêu mới có người yêu cũ đó là người yêu cũ đó là trong đám cưới là gặp người yêu cũ người yêu mới luôn. Chưa uống miếng nữa. Đó buồn lắm anh ơi. Tôi xém hiểu rồi nè. Nè bây giờ tôi nói rõ ra phân tích kỹ luôn nè. Tôi là người yêu cũ nè, anh hiểu chưa? Rồi. Anh Bảo là với tôi yêu nhau và chia tay tôi người yêu cũ là anh quen người yêu mới nè. Rồi người yêu mới có người yêu cũ và người yêu cũ của người yêu mới, người yêu cũ của tôi. Là tôi gặp nhau lần đầu tiên, nói chung á là anh là người yêu cũ của người yêu mới, người yêu cũ của tôi với anh là gặp nhau như định mệnh anh ơi, định mệnh anh nha. Hồi nãy mà nói sớm là tôi hiểu rồi đó. Đó là hai đứa mình gặp nhau là định mệnh. Lần đầu gặp là thấy nó kỳ kỳ. Quá lần thứ hai nữa là tôi thấy anh sói ca. Thôi đừng vuốt anh ơi, đã ít tóc rồi vuốt chi nữa anh ơi. Mấy chục năm rồi mới có người kêu tôi sói ca đó, trời ơi trời. Chỉ có mình tôi dám khen anh thôi chứ ai khen anh ơi. Nhạc lên luôn rồi kìa. Tôi mời cô nhảy một bài được không? Ha, tôi nói với anh vậy thôi chứ tôi mấy người dễ dãi đó anh. Anh nghĩ sao rồi, mình gặp nhau được bao nhiêu lần? Gặp bao nhiêu lần mà anh đòi nhảy với tôi? Nhảy luôn hả? Nhảy đi anh ơi, cuộc đời có gì vui đâu, buồn lắm anh ơi. Ồ, cô gái này lạ quá.
Trời đất ơi, con gái có nết dễ sợ, mới quay vòng ngủ luôn. Ông chủ ơi. À, đây, có lẩu liền. Dọn bàn giùm tôi đi. Đây, quan lẩu lẹ. Ăn gì nói nữa. Húp miếng đi đỡ xỉn. Thôi, ông húp đi. Cái gì mày kêu tao nấu đã rồi, mày kêu tao húp ra ai trả tiền? Ai húp người đó trả. Ôi trời. Chứ bây giờ người ta xỉn rồi. Thôi còn cái lẩu húp đi nghe. Tôi ẩm bà về cái. Ôi, ai ơi, đi về nhà nè. Về thẳng nhà nha, đừng có ghé khách sạn. Trời. Khách sạn ở ngay đầu đường nhà tôi để chứng minh sẵn hết nha. À, cái thằng này nó có cái lẩu mới rồi, nó bỏ cái lẩu này lại cho tôi ăn đây nè. Trời đất ơi, vậy giờ ông húp lẩu đi. Chứ giờ này sao, giờ bây giờ nó không ăn thì ông phải ăn chứ sao. Thôi ngán lắm bà ơi, ăn gì nổi. Ăn đi mà, em ăn với thôi, anh. Thôi không có ăn. Hai vợ chồng. Bà ngồi xuống đi, bà ngồi xuống, bà húp một mình bà đi. Đâu, anh húp với em. Thôi, không có húp đâu, tôi ngán lắm. Trời ơi, húp đi mà. Trời ơi, tôi nói tôi ngán lắm rồi bà ơi. Húp đi, trời ơi. Tại sao không có để cho tôi yên giờ phút nào hết vậy trời. Húp đi ông ơi. Tôi nói ông có húp bà ngồi một mình đi. Trời ơi. Vợ tôi đâu không? Đây, tôi đây. Trời ơi, đi kiếm con một hồi đi kiếm bả luôn. Rồi đi ra mà bỏ mình. Sao rồi, bà điện được nó chưa? Rồi tôi kêu dơ dơ, không thấy đâu hết trơn á. Cứ kêu điện thoại cho nó thử con sao. Tắt máy rồi, cứ kêu lên máy ổi e à. Trời đất ơi, tự nhiên nó đi giờ làm sao đây không biết. Cái gì nó nói gì vậy? Nó gọi hả ông? Nó nói gì đó? Nó nhắn tin. Nó nhắn gì, nó nói gì? Ba mẹ đừng làm phiền con nữa. Ủa sao làm phiền? Hết rồi. Điện cho nó đi. Nó mới nhắn là chắc điện thoại nó còn được. Chắc bấm lại gọi lại thôi chứ cái gì đâu mà bấm số điện thoại ông này thiệt ở nhà quê thấy sợ à. Trời ơi, để cho từ từ ông bấm ông làm quá. Ê ê. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Vậy? Tét má rồi. Mà nó tắt máy á hả? Máy nó không có mở máy hả? Tét rồi. Đang dầu sôi lửa bỏng mà còn hù nữa. Con ơi. Trời ơi. Bảo ơi. Nè. Đó đây nè. Nếu mà tụi nó có mệnh hệ nào, chắc tôi không có. Tôi có tha lỗi cho mấy người đâu. Ai mà sống được đâu mà tha lỗi với ông ta lỗi. Chứ gây lộn riết bây giờ làm cho tôi nhổ nó như vậy. Thôi kiếm nó đi. Không hả cha. Chứ anh không anh hiền nữa. Thôi đi đi, bây giờ đi tìm đây là Bảo ơi. Bảo ơi. Ý ơi. Bảo ơi, thằng Bảo về kìa. Dạ. Có kìa, có. Trả lời kìa. Thằng Bảo về Bảo. Ủa? Con ơi. Có khi xưa anh chờ con ơi. Con. Dạ con chào bốn bác. Dạ con chào bác bốn. Con ơi. Cho bác hửa tham. Con có gặp thằng Bố với là con Ý không? Dạ gặp. Con gặp mà, con gặp Bảo với Ý mà. Ê mày chơi đua xe hả mày? Có mày chóng mặt quá. Con lùm ơn cho bất khổ. Con có gặp thằng Bố với con Ý không? Dạ thưa bác con có gặp. Gặp nó đâu? Gặp nó đâu con? Ở đâu con? Con nữa hả? Con ơi. Con ơi. Con trai. Hai cái đứa này ông chận nó lại. Ông chận nó đi miết đó. Đứng lại. Đây, con thả cái chấm xuống. Đây, nói chuyện. Dạ, đây. Thả cái chấm xuống con đây. Đứng con nói chuyện giùm bác. Đây. Có gặp thằng Bố với con Ý không? Có gặp hai đứa con của tao không? Dạ có. Gặp. Có gặp. Ở đâu con? Dạ. Có thì mày nói có chứ tại giờ mày chạy vòng vòng bốn thằng già dí theo. Ủa gì vậy? Gì vậy? Không vô chiếc xe vậy. Ôi trời. Ủa? Vụt xe đi xong không? Ủa chiếc xe? Mẹ xuống xong cho khủa chạ. Nã trừ đi mấy vàng chóng mẹt cái cho ai luôn. Có gặp thằng Bố trong Ý không? Dạ gặp. Trời ơi trời, con chiếc xe làm ăn. Mày trả lời đi, tao tìm được con, tao mua cho mày thêm một chiếc xe máy. Anh trả lời đi anh. Dạ, số là dày. Mày làm mặt dễ thương nữa, mày trả lời lẹ đi. Nóng ruột mày dễ. Mà bắt nó không dễ thương được. Nó tán này, bên này tán không đau, bên này cười nước miếng chăn cho mặt mới đau. Tự nhiên à. Con với lại mày nè, mày nữa nấu cho đàng hoàng lẹ. Dạ thưa gia đình, con với lại bạn gái con hẹn hò
Con có gặp Bảo. Gặp ở đâu? Dạ ngay chỗ lúc mà tụi con hẹn hò đó là tụi con gặp anh Bảo. Anh này chứ. Kỳ quá à. Tự nhiên cái nói chuyện hai mình hẹn hò, cái quan trọng là nói về Bảo và Ý. Đúng rồi. Nói đây nói về Bảo và Ý đi. Tự nhiên cái nói về chuyện của hai đứa mình à. Mà hồi nãy anh nói gì ạ? Nói không? Nói nhiều em nhiều. Ồ em trong chồng mẹ. Hai đứa tụi bay về nhà, tụi bay nấu cho ba má tụi bay nghe về cái chuyện này. Con ơi dầu sôi lửa bỏng. Để nấu bên này nè. Dạ con xin lỗi. Cô bác sao? Dạ xin lỗi, nói anh. Con gặp ở chỗ mô. Dạ con gặp ở chỗ con với lại bạn gái con hẹn hò với mà nhà. Từ hồi nãy giờ tao chưa biết là chỗ nào luôn á. Tự nhiên cái nói về chuyện hẹn hò nữa à, kỳ ghê á. Mà hồi nãy nói cái gì em chưa cứ nghe rõ vậy. Anh nói nhiều em nhiều. Trời mẹ. Nhiều thiệt không? Thiệt. Trời ơi là trời. Thôi đi em. Ê, 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 con cả là hán. Mày lùi lại. Tao nói thiệt mày, cái nư của tao mà tao tán một cái mày xuống đầu liền đó chứ không phải là không nha. Từ nãy giờ tao điên lắm rồi, bây giờ tao hỏi con tao ở đâu. Thôi tôi chỉ đi kiếm nó coi. Thôi bây giờ con ta chỉ... đang điên dạ, má rồi nghe. Vòng kiếm nó coi. Chờ mô. Dạ hướng đông nam. Trời ơi, người ta lớn tuổi mà tự nhiên nói hướng đông nam là sao biết. Dạ thưa tao phải mua bác. Nhà đâu mà hướng đông nam trời ở ơi. Ở hướng 3 giờ. 3 giờ à? 3 giờ. Chưa mấy giờ rồi? 3 giờ, bây giờ tôi nhắm chắc khoảng 2 giờ rưỡi. 2 rưỡi, thôi ngồi đây chờ tới 3 giờ. Ủa cái gì vậy? Thiệt nói là hướng 3 giờ. Ông ngồi ông chờ nửa tiếng là nó chết tới nơi rồi. Ông cứ hướng 3 giờ là hướng chỗ ông ấy. Thôi bây giờ con chỉ về cho hai bác dễ hiểu nha. Nó là nằm ở hướng 3 giờ à, theo đường chim bay. Nó ở 15 độ Vĩ Bắc, 26 độ Kinh Đông. Vậy nha, gia đình tự tìm, đi em. Chào hai bác. Ê, không sao, không sao, tôi là bạn của phó giáo sư tiến sĩ. Tôi có thể nghiên cứu được 15 độ Vĩ Bắc, 16 độ Kinh Đông. Theo đường chim bay mình coi con chim. Chết cha nó không nói con chim nào biết đường đâu mà kiếm. Châu, trời mẹ ơi, chim cả ba cái nùi như đó biết con mẫu. Ôi trời, nó bay sao quậy, sao quậy. Đây, 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 hơ cong này. Ê, đi. Ê, không, không, mà, con mà bên đây hơ cong nữa nè. Bên tê hơ cong nữa, xá cong. Có hai mạng mà sáu con. Ủa hai bà kia đâu rồi? Trời đất ơi tôi chết rồi. Đâu rồi? Bây giờ phải có sáu người đi kiếm mới được chứ ở đâu ra mà hai ông già này. Dạ tụi con đã quay trở lại trời rồi. Trời ơi mừng quá. Con biết là kiếm đường chim bay không khó lắm phải không? Khó quá con ơi. Tao lại mày, mày dắt tao đi đi. Theo con chỉ cho, đi. Theo con. Nói như vậy ngay từ sớm đi. Trời ơi tiệt tình. Chúng mô con. Dạ đây. Sắp tới rồi anh ơi, ráng đi anh ơi. Đây. Anh ráng đi. Ráng đi anh ơi. Ê cái chỗ này quen quá ha. Có thấy quen không? Chỗ này cũng giống như anh, chỗ anh cái chỗ đã. Con chim nó xà quầy nè anh. Trời ơi tôi đi vòng đi thấy đâu. Một thua cái về lỡ chỗ đi. Thì con nói đường chim bay mà, chim nó bay vòng vòng đây là nó chim chỗ này nè. Sao tôi nghi ở đâu à? Không có nghi ngờ gì hết. Bây giờ mọi người hãy nhìn thấy cái quang cảnh này đi. Mọi người hãy tập trung nha. Nghe những lời con nói nha. Đây, phía bên tay trái của con là một bụi tre. Cái bụi tre này đã có rất là lâu đời rồi. Ở đây trong gia đình chúng ta có ai nghe chuyện cây tre trăm đốt chưa ạ? Em nghe rồi. Em rất giỏi dạ. Còn bên này là một cái ụ rơm. Trời cái ơi. Ụ rơm này á là ngày xưa á là của ông cha người ta đó. Người ta làm này, cái ụ rơm này xây rất là khó. Người ta phải làm một cái sườn trước, người ta phủ rơm lên. Đó, những cái công trình đầu tiên. Đây, đây, đây. Mày biết cái bụi tre nó không? Dạ biết ạ. Cái bụi tre nó có thể xiên mi rồi lấy cái rơm này thui mi đó, mày tin không? Bà đậu cho mi người ta đang nóng ruột mà mi. Mày nóng ruột muốn chết mà cứ đứng ra nói vòng vòng hoài. Con biết con mọi người đang rất là nóng. Đây, sau lưng mọi người là một dòng sông. Đây cái dòng sông này. Ê, ê, ê. Thằng hướng dẫn viên du lịch kia. Tao nói mày nghe, tao không cần du lịch sinh thái. Bây giờ tao hỏi mày giới thiệu con sông làm cái gì? Dạ đây, con sông này có một sự tích rất là quan trọng thưa bác. Rất là linh thiêng. Vào ngày 15 âm lịch, dân làng thường hay cúng trâu bò cho dòng sông này. Một con bò 300kg khi thảy xuống dòng sông sẽ bị dòng sông nuốt chửng. Bởi vì tương truyền rằng dòng sông này có một con hà bá. Chà bá như đây. Tương truyền bà nội mày dạ. Tao ở đây nè, không có cúng một con trâu con bò nào hết. Mày dễ hài quá. Nói chung cái dòng sông này nguy hiểm lắm bác. Hát ai đâu? Mi không nữa ta giót rửa ta chém mi chết. Đây. Dạ thưa hai bác. Hai bác có chịu khó nhìn không ạ? À? Đây. Đây là hai đôi vàng.
Hai đôi giày này chúng ta có thể thấy ở tất cả các siêu thị, nhất là đôi giày này. Đôi giày này trị giá là 276.000. Có thể thấy ở các siêu thị. Còn đôi giày này không để giá, giá khoảng bao nhiêu vậy em? Không hỏi có cái gì giày này của cô tao đó mà định giá nữa. Không, cái đôi đó cỡ 170 đó ba. Trời đất ơi, con quỷ cái nó còn 170 nữa chứ con giày con mình này á. Đó nè. Con mình nè. Giày con ý nè. Dạ, chuyện của tụi con xong rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Trời đất ơi, mình đi đâu anh ha? Đi chơi. Con này dạ. Mà siêu thoát được mới lạ. Anh ơi, anh tưởng tượng coi bây giờ ở đây là bờ sông, mà tự nhiên tụi nó không thấy mà đôi giày tụi nó ở đây. Trời ơi, má ơi, con trâu mà nó còn cuốn cái con mình. Con trâu là tào lô. Trời ơi con ơi, giày con tôi đây, những thân xác con tôi đâu rồi? Ôi não ruột muốn chết, giờ này còn lĩnh sướng nữa. Con ơi, con à. Bà ca rồi bà khóc. Bà quýu. Trời ơi. Ui đôi dài đứt từng đoạn ruột. Con có dài bà của kìa. Con tôi đây là trời ơi là trời. Con ơi. Nơi ơi. Trời ơi. Nào. Trời ơi. Con về chung. Thôi. Ơi, con về trời đi. Ơi, ba có lỗi cho con ơi, là ba có lỗi đây. Mẹ ba ơi. Gây ra cái sự tình này, chứ nếu không là đừng kêu con về đây, đâu có chuyện này xảy ra được. Hai con về đi, hai con muốn làm cái gì làm. Tôi nói thiệt á, tôi mà có làm cái gì, bây giờ muốn về đây, muốn đặt tên Nguyễn Thị Chó, tôi chịu luôn. Không có ý kiến, không có ý kiến gì hết trơn. Tôi giúp việc, các bạn giúp việc. Trời ơi, chồng sao ơi, có thấu không? Con ơi, con về đi con ơi, thôi cho đi đâu. Anh ơi, gì cũng được. Chết cha ông vậy xong, ông tư vấn. Đi ba, đi. Trời ơi, con ơi. Đi con trai. Thôi thôi, con ơi. Trời ơi. Trời ơi, con ơi. Trời ơi, con ơi. Làm không? Tụi mày đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Thì tụi con đi dạo chơi. Trời ơi. Phải đi tự tử hả? Nó ủa tự tử đâu? Hai vợ chồng con đi dạo xong quăng dép trên bờ này. Trời đất ơi, con phải làm tao tưởng, tao phải tự tử, tao sợ muốn xỉu luôn. Dép con mày hư con dùng luôn. Đúng rồi. Ba nó đâu rồi? Ủa ba con đâu rồi? Ông mới nhảy xuống sông. Trời ơi, 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 ủa vớt được rồi hả? Vớt được rồi. Ủa sao mày nói vòng xong rồi chạy xiết sao vớt được không hay vậy? Hai đứa tụi con đang tâm sự thả chân ở dưới dòng nước đó, tự nhiên có một bàn tay bắt giò con. Con hết hồn con rút lên, mà rút không kịp không kéo con luôn á. May là hên á, là nhờ có con kéo lại thôi chết chùm cả đám rồi. Ủa sao giống câu cá vậy? Thôi sắp ba về đây được là mừng rồi. Anh ơi, anh mừng quá, anh còn sống tôi mừng quá. Anh Xui ơi, tôi công nhận gia đình anh là một gia đình dũng cảm. Là gia đình anh có truyền thống sông nước. Cứ là một đứa nhảy xong là tới một đứa kia nhảy tiếp. Vợ anh nhảy rồi đó. Vợ anh thấy rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, má tôi. Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Nó mắc kẹt chiếc xe không có hợp vô được. Trời ơi, trời. Mẹ có sao? Bò không đè được cái xe đột mà. Mẹ gì chiếc xe cứng ngắc cho nó muốn lội ra ông á. Mà nó vướng cái chân lại trong cái quanh xe. Trời ơi, hay nhau ta dục cái xe trước cho ông thôi là bà đi rồi. Thôi bỏ nghe. Cái gia đình này có năng khiếu tự tử ghê vậy đó. Cứ người này phóng trong tới người kia à. Thôi trừ ba nói con nghe nè. Bây giờ xui do đề què rồi. Sao cái chuyện này là hiểu hết rồi. Dạ. Còn cớ là do tụi bay đặt tên, muốn đặt tên thì đặt tên. Còn ở nhà là coi như là ba má là thống nhất nha rồi. Phải làm ra là cho con hạnh phúc thôi. Dạ, ba sao ba?
Mẹ không, sao? Không có người à. Cái gì vậy? Người ở giúp việc có hết. Có con muốn sao cũng được. Muốn sao không được, tao không ý kiến. Anh xui nói vô hết. Sao? Dạ, chị con cảm ơn tía, cảm ơn má, cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Tôi cảm ơn anh. Thôi cảm ơn gì, tôi cảm ơn anh mới đúng á. Sao nhờ có anh mà tôi tìm được một nửa của tôi. Em cũng vậy á, nhà anh bỏ em mới tìm được một nửa của em luôn. Thôi đi này vũa, hãy đẻ cho mẹ đẻ ra đứa con nữa mà sống được tới trên này. Rồi, vậy là năm nay nhà mình có cháu xem tích luôn. Yeah. Yêu người thuở mới đôi mươi em đang đồ chẳng tròn. Mẹ đâu cái thằng MC. Từng ngày quá vô áo em chẳng cả đường về. Lá thư ước mộng hồng tròn môi tình xanh như khủng ha. Quen lắm, quen lắm. Dạ, tấm thân bé nhỏ xin chào đại gia đình ạ. Má ơi má, nhớ con không? Mày mà sao không nhớ? Tao tưởng mày chết rồi chứ. Ổng thuê mà. Mày vô duyên quá nó quýnh mày chết. Chờ mới làm gì đây? Dạ, con bán kẹo kéo tạng làm MC vô duyên quá bị đuổi. Tìm kế sinh nhai trôi dạt gì đây, sao gặp đại gia đình mừng quá trời quá đất luôn. Thôi được rồi, gia đình ta đang có niềm vui. Bây giờ hát bài vui đi con. Tao mua hết. Dạ. Có bờ mô vui vui hát ngay chứ. Dạ có bài này phù hợp với tâm trạng mọi người lắm. Bài chi, bài chi? Dạ đồi thông 21. Bà nội mày chứ đồi thông. Dạ con thuộc hai bài đó à. Cái đầu thăm cả nam này không có ơ trông nữa hả? À? Dạ thôi con nói giỡn thôi, có bài vui, có bài vui. Vui vui đi à. Tết nhất tới nơi phải vui nha. Ừ. Bài này vui này. Xuân đã đến bên em. Giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người. Thì người hãy cùng em vui xuân. Vỗ tay cho bà con ơi. Mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nghe em yêu. Mang say đắm cho đời. Xin đời hãy cùng em vui xuân. Yeah. Còn nhớ phút giây gặp gỡ. Muôn hoa rất hồng. Chiều xuống đó sưng nồng thái. Cho môi em ngỡ ngàng. Đến một ngày trời mới, muôn hoa nồng cháy. Mang say đắm cho đời, nhớ nghe em yêu. Mang hạnh phúc cho người, xin người hãy cùng em vui xuân. Thay mặt cho tất cả anh chị em nghệ sĩ gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Chúc quý vị một đêm ngủ thật ngon và một năm 2018 thật là tuyệt vời như ý à. Xin cảm ơn tất cả quý vị à. Cái gì? Thuê người làm. Lét chung chưa mà nữa. Ê ê ê ê ê. Đâu, 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 đâu